Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Hết tập 53. Diệp Quân nhìn Phong lão, bọn họ. Phong lão gật đầu, nói một cách chính trọng, hôm nay, tông chủ của quá khứ tông mở quỷ vực. Diệp Quân cất kiếm đi, nói cho ta biết về quỷ vực đi. Phong lão khẽ gật đầu, theo như bọn ta biết, quỷ vực này là thế giới dưới lòng đất của một chủng quỷ tộc siêu cấp 70 tỷ năm trước. Năm đó, họ đã từng quét sạch tuế nguyệt trường hà, giết rất nhiều cường giả, cướp đoạt rất nhiều tổ nguyên. Không chỉ vậy, họ còn từng đại chiến với đại đạo. Diệp Quân hơi híp mắt lại, đại chiến với đại đạo. Phong lão gật đầu, ừ. Diệp Quân trầm giọng nói kỹ hơn một chút đi. Phong lão nói, hồi đó họ cực kỳ cực đoan, nghĩ rằng trong vũ trụ này chỉ được phép có quỷ tộc. Vì vậy, họ đã giết tất cả trừ quỷ tộc. Năm đó, vô số nền văn minh ở Tuế Nguyệt Trường Hà đã bị họ xóa sổ, dẫn đến việc nhiều văn minh bị đứt gãy. Có thể nói, bọn họ là địch của tất cả các tộc. Diệp Quân nhíu mày, rốt cuộc bọn họ vẫn đi đối phó với đại đạo à? Phong lão gật đầu, ừ, lý do tại sao họ biến mất năm đó là bởi vì họ đã bị một nhóm tuế nguyệt nghịch lưu giả liên kết với nhau áp chế. Diệp Quân nói, chỉ áp chế thôi sao? Phong lão trầm giọng nói, ừ. Diệp Quân hơi híp mắt lại, nói như vậy, ngay cả đại đạo cũng không tiêu diệt được bọn họ, chỉ có thể trấn áp bọn họ. Phong lão gật đầu, ừ. Diệp Quân trầm giọng nói, thế mà bây giờ, cô gái kia lại muốn thả quỷ tộc ra ngoài. Phong lão khẽ gật đầu, đúng thế, điều kiện để cô ta thả chúng ra là cậu. Trầm mặc một hồi, Diệp Quân nói, còn bao lâu nữa thì bọn chúng sẽ đến đây? Phong lão nhìn Diệp Quân, ngay lập tức. Ngay lập tức, Diệp Quân không hỏi nữa, quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh ở bên cạnh, cô, đi thôi. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Ba người rời khỏi tiểu tháp, khi xuất hiện trở lại thì đã ở trên tường thành thành Quan Huyên. Mà trên bầu trời cách thành Quan Huyên ngàn thước, có một vòng xoáy màu đỏ như máu, trong vòng xoáy không ngừng phun ra khí tức, những luồng khí tức này rất tà ác lại mạnh mẽ, dưới sự rung động của những luồng khí tức này, thời không xung quanh không ngừng vỡ nát, vô cùng đáng sợ. Mà bên cạnh vòng xoáy, có một cường giả thần bí, chính là Đao Tu thần bí đã đánh với hắn trước đó. Còn có mấy chục cường giả đứng ở sau lưng Đao Tu đó. Diệp Quân lại nhìn vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy có tà khí, khí tức rất mạnh mẽ, những chủ nhân của khí tức này còn ở rất xa nơi đây. Sau khi Diệp Quân im lặng một lúc, hắn quay sang nhìn Phong lão ở bên cạnh, có thể giữ được không? Hiện tại thứ hắn thiếu chính là thời gian, nếu như cho hắn thêm mấy ngày, hắn có thể ở trong tiểu tháp trồng thời không tuế nguyệt thêm ít nhất 6 đạo. Phong lão trầm giọng nói, ta không biết, bởi vì chúng ta không biết thực lực thực sự của quỷ tộc này. Diệp Quân khẽ gật đầu, vậy chờ bọn họ ra đi. Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn về phía Đao Tu xa xa, sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, xuất hiện cách Đao Tu trăm thước. Diệp Quân nhìn Đao Tu, tới đi, luyện tập một chút. Đao Tu thần bí nhìn Diệp Quân, không nói nhảm gì nữa, gã ta đột nhiên lao về phía trước. Sau một khắc, một đạo đao quang giống như sấm sét, thẳng hướng về phía Diệp Quân. Rắc! Với một đao này, thời không xung quanh trực tiếp bị phá vỡ từng lớp một. Nơi xa, thân thể Diệp Quân đột nhiên trở nên hư ảo, trong nháy mắt, từ các thời không ngàn kiếm lao ra, sau đó hội tụ thành một kiếm. Phóng đại! Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong thanh kiếm của Diệp Quân, sắc mặt của Đao Tu bí ẩn đột nhiên thay đổi. Gã ta thực sự không ngờ rằng Diệp Quân sẽ dùng chiêu thức phóng đại. Đột nhiên, một làn sóng xung kích đáng sợ bùng phát, lan rộng hàng triệu mét ngay lập tức. May mắn thay, thành Quan Huyên có một trận pháp bảo vệ ở phía xa, nếu không, làn sóng xung kích này sẽ đủ để phá hủy cả thành. Xa xa, Đao Tu thần bí trực tiếp bị kiếm của Diệp Quân chém lui mấy vạn trượng, vừa mới dừng lại, đột nhiên bị một kiếm khác lao tới. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Năm lần chồng chéo liên tiếp. Mỗi lần chồng chéo 3.000 đạo. Khoảnh khắc Diệp Quân lao tới, con người của Đao Tu thần bí đột nhiên co lại, trái tim gã ta kinh hãi đến cực điểm. Thằng này hách hà. Sao chỉ sau 2 ngày mà đã trở nên kinh khủng như vậy? Không đúng. Là 20 năm. Lúc này, gã ta chợt bừng tỉnh. Người này có một bảo vật thần bí, 10 năm ở trong tháp, bên ngoài mới có một ngày.
nhìn như mới có 2 ngày, nhưng trên thực tế tên này đã khổ luyện 20 năm. Đậu, hách thật, không dám nghĩ nhiều, đao tu thần bí đột nhiên vận khí, vô số đao thế tử trong cơ thể gã ta lao ra, sau đó hình thành một thanh cự đao nằm ngang ở trước mặt gã ta. Chống cự, bùm, ngay khi kiếm của Diệp Quân chém xuống, con đao khổng lồ liền vỡ tan thành từng mảnh. Bùm. Dưới cái nhìn của mọi người, đao tu thần bí trực tiếp bị đánh bay, dọc đường lui về phía sau, thời không từng tấc vỡ vụn. Mà lúc này, Diệp Quân lại lao vào chém giết. Thời không chồng chéo lần nữa. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, có thể liên tiếp thi triển thời không chồng chất 3 lần. Khi kiếm này chém ra, đồng tử của trong con mắt của đao tu thần bí ở đằng xa đột nhiên co lại thành hình mũi kim. Diệp Quân, đây căn bản không phải là tỉ thí, mà là muốn đòi mạng gã ta. Đối thủ bắt đầu ra tay chỉ vì muốn mạng sống của gã ta. Gã ta đã bất cẩn. Đao tu thần bí đột nhiên gầm lên một tiếng, hai tay cầm đao chém về phía trước, đao quang trào ra, che khuất bầu trời. Đối đầu trực diện lần nữa. Hắn biết, đối mặt với nhát kiếm của Diệp Quân, hiện tại chỉ có thể đối đầu trực diện, bởi vì nếu lui, gã ta sẽ ở thế yếu. Một khi đã yếu thế, gã ta sẽ không có cơ hội xoay người được nữa. Diệp Quân hiện tại đã không còn là Diệp Quân trước đây. Lúc này, kiếm của Diệp Quân đã chém xuống. Bùm! Dưới ánh mắt của mọi người, đao quang trong nháy mắt nổ tung, đao tu thần bí lập tức bị đánh bay, trường đao trong tay gã ta cũng vỡ nát. Không chỉ như vậy, thân thể của gã ta cũng bị tan vỡ và hủy hoại. Cơ thể bị hủy hoại. Diệp Quân đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này, bất chấp cơ thể khó chịu, trực tiếp lao về phía đao tu thần bí. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả áo đen đứng ở phía xa lập tức biến sắc, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cầm kiếm trong tay, ánh mắt của bà ấy lạnh lùng nhìn qua đám người, ai dám ra tay, ta chém chết. Bùm! Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một đạo đao quang vỡ vụn, theo đao quang vỡ vụn, một kiếm chĩa vào giữa lông mày của đao tu bí ẩn. Diệp Quân đứng ở trước mặt đao tu thần bí, thần sắc đao tu thần bí có chút ngỡ ngàng, người mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Diệp Quân cười nói, đều là nhờ cô của ta. Xa xa, Diệp Thanh Thanh nghe được Diệp Quân nói, lập tức liếc hắn một cái, đừng có nịnh nọt ta, không thèm. Diệp Quân cười ha ha. Đao tu thần bí còn muốn nói gì đó nữa, Diệp Quân lại đột nhiên nói, ngươi là vì tín ngưỡng mà trung thành với tông chủ quá khứ tông sao? Đao tu thần bí lắc đầu, vì tình người. Diệp Quân hỏi, cho ngươi một cơ hội sống, ngươi có muốn không? Đao tu thần bí nhìn Diệp Quân, không cần. Dứt lời, cơ thể gã ta đột nhiên bốc cháy, trong tích tắc, linh hồn hắn hoàn toàn biến mất. Diệp Quân im lặng. Có chút bất ngờ. Hắn không ngờ đối phương lại lựa chọn cái chết. Hắn đã đánh giá thấp đối phương. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Quân quay người nhìn về phương xa, một đám cường giả thần bí đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Quân bình tĩnh nói, muốn giết ta, tới đi. Lúc này, một người áo đen thần bí xông thẳng về phía Diệp Quân. Mà khi người mặc đồ đen này ra tay, những người mặc đồ đen còn lại cũng lao về phía Diệp Quân. Diệp Quân còn chưa kịp ra tay, Diệp Thanh Thanh ở bên cạnh đột nhiên cầm kiếm trong tay nhảy lên, hướng về phía đám người áo đen. Diệp Quân nhếch miệng cười, cũng lao đến chém giết. Đại chiến bắt đầu. Mục đích của Diệp Quân rất đơn giản, loại bỏ những người mặc đồ đen trước khi quỷ tộc đến, những người mặc đồ đen này rất mạnh, vì vậy phải bị xử lý trước. Và dưới sự chung sức của cả hai, chẳng mấy chốc, những người mặc đồ đen lần lượt bị tiêu diệt. 20 năm qua, không chỉ có thực lực Diệp Quân tăng lên rất nhiều, thực lực Diệp Thanh Thanh cũng tăng lên rất nhiều. Mà giờ phút này, hai người liên thủ, có thể nói là hủy diệt. Diệp Quân chém chém giết giết, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào. Huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân. Điều đáng nói là nếu bây giờ hắn dung hợp với Ngao Thiên Thiên, cơ thể vật lý của hắn có thể chịu được 3 dòng máu. Tuy nhiên, kích hoạt 3 dòng máu cùng nhau là át chủ bài của hắn và hắn sẽ không dễ dàng sử dụng nó. Trong vòng chưa đầy 1/4 giờ, mười mấy người mặc đồ đen đã bị chặt đầu. Kiếm của hai người bây giờ quá mạnh,
hoàn toàn bất khả chiến bại, những cường giả kia căn bản không cách nào chống lại. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một giọng nói thần bí, rút lui. Giọng nói này vừa dứt, những cường giả áo đen kia lần lượt lui về phía sau, Diệp Quân đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, cả người rung lên một cái, xông thẳng về phía những cường giả áo đen, nhưng đi được nửa đường thì bị Diệp Thanh Thanh ngăn lại. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn vòng xoáy xa xa màu đỏ trên bầu trời, trước tiên rút lui đi đã. Vừa nói, bà ấy vừa dẫn Diệp Quân trở lại tường thành. Tại thành Quan Huyên, hai người ngẩng đầu nhìn vòng xoáy màu đỏ phía xa, lúc này vòng xoáy màu đỏ bắt đầu sôi trào, khí tức kinh khủng từ trong đó thổi tới, những khí tức kia vừa xuất hiện tại thế giới này liền biến thành hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, Phong lão ở một bên liền biến sắc, bắt đầu rồi. Bùm! Một màn ánh sáng đột nhiên từ trong thành bắn lên, tia sáng chiếu tới bầu trời, sau đó hóa thành một cái ô che chở toàn bộ thành Quan Huyên. Phong lão nhìn vòng xoáy màu đỏ bên ngoài thành phố với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh cũng ánh lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy, bởi vì bà ấy có thể cảm nhận được khí tức trong vòng xoáy không đơn giản. Diệp Quân nhìn vòng xoáy màu đỏ và im lặng. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang đột nhiên từ trong vòng xoáy màu đỏ bay ra, huyết quang xông ra, giống như một tia chớp làm nổ tung lá chắn quang phòng hộ phía trên thành Quan Huyên. Bùm! Lớp vỏ bảo vệ mạnh mẽ vô song đó đã bị phá vỡ ngay lập tức. Tới rồi! Lớp bảo vệ bị phá vỡ. Trên tường thành, sắc mặt Phong lão thay đổi nhanh chóng, ngăn chặn kẻ địch. Nghe vậy, vô số đại trận trong thành Quan Huyên lập tức được kích hoạt, những luồng khí tức mạnh mẽ từ trong thành Quan Huyên phóng lên trời, làm chấn động cả vũ trụ tinh hà. Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía vòng xoáy đỏ như máu, một người đàn ông chậm rãi bước ra, trên người mặc một bộ trường bào đỏ tươi, mái tóc dài cùng dáng người thẳng tắp, đôi mắt cũng có màu nâu sẫm kỳ lạ. Quỷ tộc! Diệp Quân nhìn người đàn ông áo đỏ, khẽ cau mày. Lại một người nữa! Ánh mắt của người đàn ông mặc áo đỏ nhìn về phía Diệp Quân trên tường thành, ông ta nhếch miệng nở nụ cười hung tợn, không nói bất cứ lời nào đột nhiên dịch chuyển, hóa thành một đạo huyết mang xông về phía Diệp Quân. Thẳng thừng ra tay, dứt khoát nhanh gọn. Diệp Quân vẫn chưa ra tay, Diệp Thanh Thanh bên cạnh đã cầm kiếm lao tới. Vù, tiếng kiếm vang lên. Xẹt, người đàn ông áo đỏ bị kiếm của Diệp Thanh Thanh chém trúng, liên tiếp lùi lại phía sau. Sau khi dừng lại, người đàn ông áo đỏ nhìn cánh tay phải của mình, trong lòng bàn tay có một vết kiếm rất sâu. Người đàn ông áo đỏ hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Thanh phía xa kiếm tu. Diệp Thanh Thanh không nhiều lời, nâng kiếm lên chém xuống. Rầm! Người đàn ông áo đỏ bị nhát kiếm này chém lui vạn trượng. Trước mặt ông ta và Ngao Thiên Thiên xuất hiện vài vết kiếm chém nứt dài vạn trượng. Sau khi dừng lại, sắc mặt người đàn ông áo đỏ trở nên cực kỳ hung ác, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, người dám chọc giận ta, ta. Diệp Thanh Thanh cầm kiếm đột nhiên biến mất tại chỗ, bùm. Thời không mở ra, một thanh kiếm phóng tới trước mặt người đàn ông áo đỏ. Đồng tử ông ta co rút lại, hai tay nắm chặt, đá chân phải lên, một đạo huyết quang bắn ra từ trong cơ thể ông ta rồi biến thành một tấm khiên trên đầu ông ta. Kiếm chém xuống, bùm. Tấm khiên vỡ vụn, người đàn ông áo đỏ lại bị đánh lui. Diệp Thanh Thanh lại cầm kiếm giết tới, lúc bà ấy định chém người đàn ông áo đỏ, dường như cảm nhận được điều gì đó, bà ấy ngẩng đầu lên, lúc này, một đạo tàn ảnh phóng tới. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn, tay phải cầm kiếm vung mạnh, một đạo kiếm quang phóng ra. Bùm! Trời đất như nổ tung. Tất cả năng lượng phóng tới đều bị phân tán, Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn, lúc này. Một ông lão mặc áo nâu xuất hiện bên cạnh người đàn ông áo đỏ, hai tay giấu trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc. Diệp Thanh Thanh nhìn ông lão áo nâu, sau đó nhìn lên lốc xoáy kỳ lạ trên trời, lúc này, cơn lốc bắt đầu xoay chuyển dữ dội, khí tức mạnh mẽ như thủy triều không ngừng phóng tới. Sau khi trầm mặc một lúc, Diệp Thanh Thanh quay người trở về bên cạnh Diệp Quân. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, trận pháp ở đây không ngăn nổi. Diệp Quân trầm mặc. Diệp Thanh Thanh định nói tiếp thì Diệp Quân đã nói, cô, chúng ta có thể phá vòng vây không? Diệp Thanh Thanh đáp, ta không biết. Diệp Quân cười nói, vậy thì chiến đi. Diệp Thanh Thanh không nói gì.
Lúc này, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra từ trong cơn lốc, khi ông ta bước ra, thế giới bắt đầu trở nên hư ảo. Tộc trưởng quỷ tộc. Sau khi tộc trưởng quỷ tộc bước ra, ông ta nhìn xung quanh, với ánh mắt mơ màng, quỷ tộc đã bị phong ấn 80 tỷ năm. 80 tỷ năm. Quả thực là một thời gian dài. Dường như nghĩ ra điều gì đó, tộc trưởng quỷ tộc nhìn về phía Diệp Quân trên tường thành nói, giết. Giết. Không hề nhiều lời. Cũng không cần nhiều lời. Ông ta không biết Diệp Quân là ai, cũng không muốn biết, vì ông ta nhất định phải giết người này. Chỉ khi giết được người này, quỷ tộc mới thật sự có được tự do. Tộc trưởng quỷ tộc vừa dứt lời, một đạo huyết quang vạn trượng phóng ra từ trong cơn lốc đến thành Quan Huyên. Trên tường thành thành Quan Huyên, Phong lão giận dữ gầm lên, tấn công. Bùm! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong thành Quan Huyên, một đạo ánh sáng phóng lên trời, sau đó lao về phía đạo huyết quang vạn trượng kia. Bùm bùm bùm! Tiếng nổ nhức óc vang lên giữa trời đất. Trận pháp đối đầu. Trên tường thành, Diệp Quân nhìn tộc trưởng quỷ tộc bằng ánh mắt bình tĩnh. Tộc trưởng quỷ tộc cũng nhìn Diệp Quân, đây là người mà vị kia muốn quỷ tộc giết. Diệp Quân cười nói, nghe nói trước đây quỷ tộc là tộc đứng đầu trong vạn giới tuế nguyệt, hôm nay xin được thiên tài quỷ tộc chỉ giáo thêm. Nói xong, hắn khẽ chuyển động, rời khỏi thành Quan Huyên, đi đến đối diện tộc trưởng quỷ tộc. Thấy vậy, sắc mặt Phong lão chợt thay đổi, định ngăn cản thì Diệp Thanh Thanh đã nói, cậu ấy tự biết chừng mực. Nghe vậy, Phong lão bất ngờ. Tự có chừng mực. Ông ta đột nhiên hiểu ra, người trước mặt là thiếu chủ, đầu óc có thể ngu ngốc hơn ông ta sao? Là thuộc hạ, điều quan trọng nhất là phải hiểu chừng mực. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quân, tay trái luôn cầm kiếm, trên bao kiếm tích tụ sức mạnh mạnh mẽ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ở phía xa, tộc trưởng quỷ tộc nhìn Diệp Quân nói, được, Du Quy, chơi cùng Diệp công tử đi. Tuân mệnh, thời không bên cạnh tộc trưởng quỷ tộc mở ra, một chàng trai trẻ bước ra. Chàng trai nhìn Diệp Quân, cười nói, để ta xem thiên tài của thế giới bên ngoài thế nào. Nghe vậy, tộc trưởng quỷ tộc nhíu mày, ông ta nhìn Du Quy, không nói gì. Diệp Quân nhìn Du Quy, xin chỉ giáo. Du Quy mỉm cười, tay phải nắm thành quyền. Trong chốc lát, vô số quyền ý đỏ máu từ mọi phía phóng tới, những quyền ý này hóa thành một cái lồng giam Diệp Quân bên trong. Cùng lúc đó, cơ thể Diệp Quân trở nên hư ảo. Thời không tuế nguyệt chồng chéo. Vừa xuất kiếm. Bùm. Vô số quyền ý bị phá vỡ, một thanh kiếm phóng về phía Du Quy. Sắc mặt Du Quy lập tức thay đổi, gã không ngờ kiếm tu trước mặt lại có thể dễ dàng phá vỡ lồng giam quyền ý của mình. Lúc gã đang kinh ngạc, kiếm của Diệp Quân đã phóng tới. Lúc này, Du Quy cảm nhận được luồng khí tức chết chóc. Du Quy không dám kinh thường, tay phải nắm chặt lại, tung quyền về phía trước. Gã lựa chọn đối đầu trực diện với kiếm của Diệp Quân. Bùm! Quyền của Du Quy lại bị phá vỡ, cả người bay ra ngoài, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang xẹt qua. Xẹt! Thời không giống như một tờ giấy, kiếm quang lướt qua nơi nào. Nơi đó lập tức bị xé rách, chớp mắt đã phóng tới trước mặt Du Quy. Thấy vậy, đồng tử của Du Quy co rút lại, hai tay khoanh lại, một đạo trưởng ấn hư ảo xuất hiện trước mặt gã. Bùm! Đạo trưởng ấn vỡ tan, Du Quy bị đánh bay vạn trượng, lúc gã dừng lại, một thanh kiếm đã đâm giữa lông mày. Chấn áp triệt để. Du Quy nhìn chằm chằm Diệp Quân bằng ánh mắt kinh ngạc. Diệp Quân nhìn Du Quy, không nói gì. Du Quy trầm giọng nói, ta thua rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, thu kiếm lại, sau đó nhìn tộc trưởng quỷ tộc, còn có người trẻ tuổi nào lợi hại hơn không? Tộc trưởng quỷ tộc nhìn Diệp Quân, có. Diệp Quân đáp, mời chỉ giáo. Nhưng tộc trưởng quỷ tộc lại lắc đầu, thế hệ trẻ có mấy người là đối thủ của ngươi? Từ lúc Diệp Quân ra tay, ông ta đã biết chàng trai trước mắt chắc chắn là vô địch trong thế hệ trẻ. Đừng nói là thế hệ trẻ. Cho dù là cường giả thế hệ trước cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này. Đương nhiên ông ta cũng không quá ngạc nhiên. Người được người phụ nữ kia coi trọng, sao có thể là người tầm thường. Nghe tộc trưởng quỷ tộc nói vậy, Diệp Quân khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Hắn không khiêu chiến với tộc trưởng quỷ tộc, bởi vì hắn không đánh lại nổi, hơn nữa hắn cũng không có thói quen tàn bạo.
Lúc này, hàng chục cường giả quỷ tộc chặn trước mặt Diệp Quân. Trên tường thành, ánh mắt Diệp Thanh Thanh xuất hiện sát ý. Diệp Quân quay lại nhìn tộc trưởng quỷ tộc, tộc trưởng quỷ tộc Bình nói cho cậu ta đi. Nghe vậy, cường giả quỷ tộc lập tức lui ra. Diệp Quân nhìn trưởng tộc quỷ tộc, rồi quay lại tường thành. Đại trận hai bên vẫn tiếp tục đối đầu. Diệp Quân đứng bên cạnh Diệp Thanh Thanh, bình tĩnh nói có thể đoán được bọn họ có bao nhiêu cường giả không? Diệp Thanh Thanh nhìn lốc xoáy đen, lắc đầu nói không đoán được. Diệp Quân nhíu mày. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, sợ sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, có cô ở đây, cho dù ác đạo đích thân tới thì con cũng không sợ. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, con đang nói tới cô váy trắng nhỉ? Diệp Quân sững sờ. Tiểu Tháp cười lớn. Cũng chỉ có Diệp Thanh Thanh đối phó được với tên khốn này. Diệp Quân nói, Thanh Thanh cô, Tháp gia nói trước đây người rất hỗn, không màng tới đạo lý, tính tình nóng nảy. Còn hay đố kỵ, nhưng con thấy cô không phải là người như vậy. Mẹ kiếp! Tiểu Tháp điên cuồng, chết tiệt, chết tiệt! Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh nheo mắt, bà ấy lập tức tiến vào tiểu tháp, rất nhanh trong tháp truyền ra tiếng kêu la thảm thiết. Âm thanh đó khiến Diệp Quân hãi hùng. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh xuất hiện trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân đang định lên tiếng thì Diệp Thanh Thanh đã vung kiếm lên người hắn. Mẹ kiếp! Chẳng mấy chốc! Tiếng hét thảm thiết của Diệp Quân đã vang vọng trên tường thành. Trên tường thành, Diệp Thanh Thanh điên cuồng đuổi theo Diệp Quân, Diệp Quân vừa chạy vừa xin tha. Cảnh này khiến đám cường giả quỷ tộc chết lặng. Xảy ra chuyện gì vậy? Còn đấu đá nội bộ nữa à? Một lúc sau, Diệp Thanh Thanh mới dừng lại, mà trên người Diệp Quân cũng đã có rất nhiều vết kiếm đâm. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh cầm kiếm đứng trên tường thành, vẻ mặt vô cảm. Không nói gì. Hình như tức giận thật rồi. Diệp Quân hơi hối hận, lẽ ra hắn không nên đùa kiểu này. Diệp Thanh Thanh nói, ta rất hỗn láo, tính tình nóng nảy, không giảng đạo lý, hay ghen tuông, các ngươi không thích ta cũng là chuyện bình thường. Vừa nói bà ấy vừa ngẩng đầu nhìn khoảng không sâu thẳm, trong mắt lộ vẻ mệt mỏi, sau khi con bình an vô sự, ta sẽ rời đi, không xuất hiện trước mặt các người nữa, làm các người khó chịu. Nghe Diệp Thanh Thanh nói thế, Diệp Quân biến sắc. Hắn biết lớn chuyện rồi. Cô giận thật rồi. Tiểu Tháp bỗng cười mỉa, ngươi xem chuyện tốt ngươi làm kìa, để ta xem ngươi dỗ dành thế nào. Diệp Quân thầm nói, chỉ có thể hy sinh Tháp ra rồi. Tiểu Tháp. Diệp Quân không dám đùa, hắn bước đến cạnh Diệp Thanh Thanh, bà ấy xem hắn như không khí. Diệp Quân do dự, sau đó nói, cô. Diệp Thanh Thanh nhìn đằng xa không đáp lời. Diệp Quân do dự, sau đó nói, thật ra so với cô váy trắng, con và Tháp gia thích ở với người hơn. Tiểu Tháp bắt đầu run rẩy. Ôi vãi! Mẹ nó chứ, thế mà còn nhắc đến nó. Nghe Diệp Quân nói thế, vẻ mặt Diệp Thanh Thanh trở nên vi diệu, bà ấy nhìn Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, thực lực của cô váy trắng rất mạnh, rất xinh đẹp, là một người rất tốt. Nhưng con và Tháp gia chỉ cảm thấy bà ấy ở rất xa khi bọn con đứng trước mặt bà ấy. Còn cô Thanh Thanh thì khác, ở chung với người rất vui vì người có máu thịt, là một người thực tế, mặc dù tính tình. Như Tháp gia nói đó, đôi khi người hơi cáu kỉnh nhưng thật ra người rất chân thực, hơn nữa người mạnh miệng nhưng lại rất mềm lòng, rất tốt. Nghe Diệp Quân nói thế, Tháp gia cảm thấy cả người tê dại. Tên khốn này là ma quỷ sao? Lúc nói mấy lời nguy hiểm thì lấy Tháp gia ra, còn bản thân hắn thì lại là mấy lời khen ngợi. Mấy lời này quả thật rất mưu mô. Tên này đúng là thừa kế toàn bộ mưu trí thông minh của cha mẹ. Quá vô lý. Nghe Diệp Quân nói thế, Diệp Thanh Thanh nhìn hắn không nói gì. Diệp Quân lộ ra vẻ chân thành. Dĩ nhiên lòng hắn vẫn là giả, không chỉ giả vờ với cô Thanh Thanh, còn giả vờ với cô váy trắng. Tháp gia bỗng nói, ngươi không sợ cô váy trắng nghe thấy sao? Diệp Quân thầm nói, không sợ, Tháp gia yên tâm, cô váy trắng đã đi trùng sinh với cha rồi. Tháp gia nói, ngươi không sợ, sao còn muốn nhắc đến ta? Diệp Quân, lúc này Diệp Thanh Thanh bỗng nói, con không thấy tính cách của ta rất tệ sao? Diệp Quân vội lắc đầu, tính tình cô không tệ chút nào, con chưa từng thấy người chủ động tức giận.
Diệp Thanh Thanh lại nói, con không nghĩ ta rất hồ đồ sao? Diệp Quân vội nói, không không, con thấy cô rất có cá tính. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, ta luôn ghen tị với người phụ nữ đó. Diệp Quân vội nói, đó là vì người quan tâm đến bọn con, nếu người không để tâm đến bọn con thì với tính cách của người đã không thèm nói chuyện với bọn con một câu nào rồi, thế nên người không cần phải ghen tị, người coi bọn con là người thân. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, nếu con chỉ có một cô thì con chọn ai? Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Thôi xong rồi. Câu này có thể trả lời được sao? Chết tiệt. Nếu trả lời thì đều đắc tội với các cô. Mà cô lại rất nhiều, còn rất mạnh, hơn nữa đều từng đến giúp hắn. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, trả lời đi. Diệp Quân toát mồ hôi lạnh. Tiểu Tháp cười nhạo, cảm thấy vui khi thấy người gặp họa. Diệp Quân suy nghĩ một chốc, sau đó nói, cô Thanh Thanh, trong lòng con, mọi người đều là độc nhất vô nhị, đều là người thân của con chỉ có thể nói mọi người là người quan trọng nhất với con, còn với cha con thì con không biết. Tiểu Tháp mắng một tiếng, chết tiệt. Lúc mâu thuẫn chưa thể giải quyết thì chuyển mũi tên về phía khác. Tên này đúng là thiên tài. Thấy Diệp Quân chuyển mũi tên về hướng người khác, Diệp Thanh Thanh không khỏi nở nụ cười, nhưng chỉ trong thoáng chốc, bà ấy nhìn Diệp Quân, cũng không làm khó dễ tên nhóc này nữa, lập tức nói, đợi lát nữa trận pháp này bị phá vỡ thì đánh ra ngoài với ta. Diệp Quân gật đầu, được. Lúc này hắn mới thầm thở phào. Sau này cũng không dám đùa nữa. Cô Diệp Thanh Thanh này không dễ đối phó. Diệp Quân xoay người ngẩng đầu lên, trận pháp hai bên vẫn còn đang đấu với nhau. Diệp Quân quay đầu lại nhìn Phong Lão ở một bên, lúc này sắc mặt Phong Lão hơi khó coi. Thấy thế, Diệp Quân sầm mặt. Hắn biết e là bên họ đã không còn nhiều sức lực nữa. Lúc này bỗng có hàng trăm người đồ đen bí ẩn xuất hiện xung quanh tường thành. Phong Lão nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, thiếu chủ, lát nữa lao vào đánh, họ sẽ đột phá vòng vây cho các cậu. Diệp Quân lặng thinh, đột phá vòng vây. Dù chạy thoát được ra khỏi đây, thì có thể chạy trốn đến đâu. Cả vũ trụ đều là người của người phụ nữ đó. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, đột phá vòng vây. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, bà ấy nói, ta dẫn con đến một nơi. Diệp Quân cười nói, đi tìm cô Thanh Khưu à. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân khẽ nói, cô Thanh Thanh, con không muốn trốn chạy nữa. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân lắc đầu, không tại sao cả, chỉ là không muốn trốn chạy nữa thôi. Diệp Thanh Thanh im lặng một lúc lâu rồi nói, vậy chúng ta đánh cho sảng khoái đi. Diệp Quân cười nói, vâng. Ngay lúc này, một luồng sáng đỏ chiếu vào trong thành Quan Huyên, sau đó cả thành Quan Huyên bắt đầu sụp đổ tan tành. Thành sụp đổ. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn đằng xa, thời không phía sau tộc trưởng quỷ tộc bỗng nứt ra từng chút, sau đó vô số cường giả quỷ tộc đồng loạt lao ra. Tộc trưởng quỷ tộc nhìn đến Diệp Thanh Thanh, ta chặn người này lại, các ngươi đi giết thiếu niên đó, đừng để sơ suất. Nói rồi ông ta bỗng bước đến trước, thời không của ông ta và Diệp Thanh Thanh trở nên hư ảo. Gần như cùng một lúc Diệp Thanh Thanh bỗng biến thành kiếm quang đánh ra ngoài. Đại chiến, chưa từng sợ ai. Sau khi Diệp Thanh Thanh bị chặn lại, các cường giả quỷ tộc bỗng đồng loạt xông đến chỗ Diệp Quân. Bảo vệ thiếu chủ. Lúc này giọng Phong Lão vang lên, sau đó các cường giả bí ẩn trên tường thành đó lao đến chỗ đám cường giả quỷ tộc. Tự nổ. Thoáng chốc từng đám mây hình nấm liên tục xuất hiện. Khi những hình nộm đó lao về phía các cường giả quỷ tộc, Diệp Quân liên tục lùi về sau, thế nên hắn không bị những đám mây hình nấm đó ảnh hưởng, còn những cường giả quỷ tộc đó không kịp đề phòng đã bị đánh văng ra xa. Thế giới này không thể chịu nổi sức mạnh của đám mây hình nấm đó, bắt đầu vụn vỡ. Diệp Quân vừa dừng lại, hắn bỗng xoay người lại, lúc này một cây thương dài đang lao đến. Diệp Quân rút kiếm ra chém một nhát. Vô số kiếm quang bộc phát từ trước mặt hắn, một bóng người trước mặt hắn bị kiếm của hắn chém liên tục lùi về sau, nhưng ngay sau đó thời không xung quanh Diệp Quân bỗng nứt ra, sau đó từng tàn ảnh lần lượt lao ra, sau đó đánh về phía hắn. Mặt Diệp Quân không cảm xúc, thiên thiên. Ngao thiên thiên. Hắn vừa dứt lời, khí tức long tộc cuồn cuộn toát ra từ trong người Diệp Quân. Xung hợp.
vừa dung hợp, khí tức của Diệp Quân bỗng chốc tăng lên rất nhanh, hắn cầm kiếm lên xông đến trước, chém một nhát. Rầm. Trong tích tắc, rất nhiều người bị nhát kiếm này của hắn đánh lùi về sau, một người dẫn đầu xác thịt nổ tung, thần hồn phân tán. Bây giờ hắn được Ngao Thiên Thiên hỗ trợ, sức mạnh đã đạt đến mức vô cùng đáng sợ, dù không dùng kiếm kỹ, chỉ vung kiếm đơn giản nhưng người bình thường cũng không đỡ được. Diệp Quân cầm kiếm hung hăng chém ở trong đám người, kiếm quang lóe lên, nhất định có người bị giết hoặc bị thương, trong lúc đó hắn lại một mình trấn áp mười mấy cường giả hàng đầu xung quanh. Ở một bên khác, một ông lão đang nhìn Diệp Quân. Người này chính là ông lão ẩn tông đó, còn có ba ông nữ áo xám đứng sau lưng ông ta. Ông lão ẩn tông nhìn Diệp Quân, phải nói rằng lúc này ông ta cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, vì so với trước đây, lúc này thực lực của Diệp Quân đã mạnh hơn rất nhiều. Mười mấy cường giả quỷ tộc đó đều là đế quân, thế nhưng lại không làm gì được Diệp Quân. Quá sức vô lý. 20 năm. Tu luyện 20 năm ngắn ngủi, thực lực của Diệp Quân này lại đạt đến mức độ này, nếu cho hắn thêm chút thời gian nữa. Nghĩ đến đây ông lão nhíu chặt mày. Lúc này một ông lão áo xám đằng sau ông lão bỗng nói, tông lão, chúng ta ra tay không? Tông lão nhìn Diệp Quân, hồi lâu sau mới nói, cứ đợi trước đã. Ánh mắt ông lão áo xám hiện lên vẻ nghi hoặc, ngay lúc này, thời không xung quanh Diệp Quân bỗng nổ tung. Sau đó một cường giả cầm trường đao đột nhiên lao ra, thoáng chốc đã chém tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân xoay người lại đâm một nhát kiếm. Vèo. Đao quang và kiếm quang bỗng nổ tung, Diệp Quân liên tục lui về sau, trong lúc đó lại có thêm một tia đao quang nữa chém đến. Cơ thể Diệp Quân bỗng trở nên hư ảo. 6 lần thời không tuế nguyệt chồng chéo. Một nhát kiếm. Vèo. Đao quang vỡ vụn. Một bóng người bị đánh văng ra xa cả ngàn trượng, tàn ảnh biến mất, là một người đàn ông trung niên cầm đao. Đao của ông ta không phải đao ngắn bình thường mà là trường đao Yển Nguyệt. Sau khi dừng lại, người đàn ông trung niên nhìn cánh tay của mình, cánh tay hơi tê, ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên, sức mạnh kiếm của kiếm tu thanh niên trước mặt này đáng sợ thật. Ánh mắt Diệp Quân đứng ở đằng xa cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng, đao thế của người đàn ông trung niên này bá đạo thật. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó hai người cùng biến mất khỏi đó. Kiếm quang và đao quang lập tức gặp nhau. Lúc này trời đất nổ tung, Diệp Quân và người đàn ông trung niên cùng lùi về sau. Ở một bên khác, tông lão bỗng nói, ra tay. Ông ta vừa dứt lời, ba ông lão ở sau lưng ông ta cùng biến mất. Diệp Quân ở đằng xa như cảm nhận được gì đó, đồng tử co lại, quay phát người lại chém một nhát kiếm. Cùng lúc đó trên người hắn có thêm một áo giáp. Giáp tổ long. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân bị văng ra xa. Tông lão ở đằng xa sầm mặt, vì giáp tổ long trên người Diệp Quân chặn được sức mạnh của ba người. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Quân xuất hiện dòng máu. Hắn nhìn xung quanh, còn có rất nhiều cường giả quỷ tộc chạy đến. Lúc này cường giả đao tu quỷ tộc bỗng nói, giết. Vừa dứt lời. Ông ta lao đến chỗ Diệp Quân. Lần này ông ta đến không phải để đơn phương đánh với Diệp Quân. Ông ta kiên quyết lựa chọn đánh hội đồng. Hàng trăm cường giả xông về phía Diệp Quân, khí thế đáng sợ. Ngay lúc này tinh hà phía xa bỗng sôi sục, ngay sau đó một giọng nói bỗng vang lên từ phía xa, ai dám động vào thiếu chủ của bọn ta. Giọng nói vừa dứt lời, từng khí tức đáng sợ ập đến như thủy triều. Đánh hội đồng. Dương tộc chưa từng sợ ai. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Quân sững sờ. Có viện binh, Chân Vũ Trụ và Vũ Trụ Quan Huyên thoát khỏi vòng vây rồi sao? Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nơi đó có vô số cường giả vây quanh, khí tức của những cường giả này rất mạnh, thực lực không tầm thường. Nhưng hắn không hề quen những người này. Rất lạ mặt. Lúc Diệp Quân đang nghi ngờ, Phong lão nói, thiếu chủ. Đó là người của Tuế Nguyệt các chúng ta. Người của mẹ. Diệp Quân hơi bất ngờ, sau đó vô cùng cảm động. Mẹ chưa quên hắn. Nhìn thấy những người này đột nhiên xuất hiện, tông lão ở phía xa nhíu mày, khi thấy thực lực của bọn họ, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, sau đó ngẩng đầu nhìn tộc trưởng quỷ tộc đang đấu với Diệp Thanh Thanh trên hư không, nói tộc trưởng quỷ tộc, lập tức mở tất cả con đường, để cường giả quỷ tộc đến đây. Trong hư không, tộc trưởng quỷ tộc nghe tông lão nói vậy lập tức phất tay phải,
Trong nháy mắt, thời không phía dưới mở ra, sau đó cường giả quỷ tộc từ trong trận pháp dịch chuyển lao ra. Hơn chục cường giả cấp đế quân đánh về phía Diệp Quân, hiển nhiên là muốn giết Diệp Quân trước. Thấy người trước mặt muốn giết mình, ánh mắt Diệp Quân trở nên lạnh lẽo, hắn vừa định ra tay thì thời không phía sau mở toang, chín vị cường giả mặc giáp trắng lao ra, xông thẳng vào đám cường giả quỷ tộc. Diệp Quân cũng định ra tay thì một cô gái xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cô gái này mặc áo giáp trắng, tay cầm thương, vẻ mặt lạnh lùng, cô ấy ngăn Diệp Quân lại, thiếu chủ, các chủ nói người phải lập tức lui về Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quân nhìn cô gái, mẹ ta đang ở đâu? Cô gái không trả lời mà quay người vung thương, thời không mở ra, Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện trước mặt bọn họ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Thanh trong hư không, cô. Con đi trước đi. Giọng nói của Diệp Thanh Thanh truyền đến. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, đang định nói thì cô gái giáp trắng đã nói trước, thiếu chủ, mau đi thôi, có một đám cường giả bí ẩn đang tới đây. Nói xong, cô ấy không đợi Diệp Quân trả lời, đã kéo Diệp Quân vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quân quay lại nhìn, lúc này, cường giả quỷ tộc càng lúc càng nhiều, phía bọn họ dần lâm vào thế bất lợi. Diệp Quân không nói gì. Hắn quyết định nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Tần quan chắc chắn đã hiểu đại cục, bảo hắn đi nhất định là đã có sự sắp xếp. Còn về Diệp Thanh Thanh, chỉ cần đám người kia nhắm vào Diệp Quân thì Diệp Thanh Thanh sẽ không gặp nguy hiểm. Vừa tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một ông lão áo đen, phía sau ông ta còn có mấy chục cường giả cầm trường đao. Cô gái giáp trắng nói, là người cổ tộc. Diệp Quân trầm giọng nói, chẳng phải tộc trưởng của cổ tộc đã chết rồi sao? Cô gái giáp trắng gật đầu, đây là một vị tiên tổ của cổ tộc, những người phía sau ông ta là nhân vật nòng cốt của cổ tộc chân chính. Diệp Quân đang định lên tiếng thì vị tiên tổ cổ tộc kia bỗng trở nên hư ảo. Sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi, định ra tay thì một đạo tàn ảnh vụt tới trước mặt hắn, sau đó đánh một quyền vào tiên tổ cổ tộc. Bùm! Hai người cùng lùi lại. Sau khi dừng lại, tiên tổ cổ tộc nhìn về phía xa, lúc nhìn thấy người ra tay, ông ta nhíu mày, Du Quân. Du Quân, tộc trưởng Du Tộc, một trong bốn tộc cổ Tuế Nguyệt. Tiên tổ cổ tộc nhìn chằm chằm vào Du Quân, không ngờ ông lại chọn đứng về phía vũ trụ quan huyên. Du Quân không trả lời tiên tổ cổ tộc, mà quay lại nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, hãy đi tiếp đi. Diệp Quân nhìn Du Quân, không nói gì. Đi theo cô gái giáp trắng đi xa. Tiên tổ cổ tộc nói, ngăn bọn chúng lại. Vừa dứt lời, một đám cường giả đỉnh cao phía sau ông ta lao về phía Diệp Quân. Mấy chục cường giả phía đối diện cũng lao về phía đám cường giả cổ tộc, ngăn đám cường giả cổ tộc lại. Còn Diệp Quân và cô gái giáp trắng đã biến mất nơi chân trời Tuế Nguyệt. Thấy vậy, sắc mặt tiên tổ cổ tộc trở nên khó coi, ông ta nhìn Du Quân, ông biết ông đang làm gì không? Du Quân bình tĩnh đáp, ta biết. Tiên tổ cổ tộc nhìn Du Quân, không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu, không ngờ Du Quân lại dẫn người Du tộc trợ giúp Diệp Quân. Điều này đồng nghĩa với việc đối đầu với quá khứ tông. Sao ông ta dám? Du Quân nói, đánh vài chiêu đi. Nói xong, ông ta hóa thành một tia sáng biến mất tại chỗ. Tiên tổ cổ tộc sa sầm mặt mày, ông ta biết đối phương muốn ngăn cản ông ta. Nhưng ông ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ứng chiến. Chẳng mấy chốc, một trận chiến đã nổ ra, toàn bộ thời không Tuế Nguyệt bắt đầu cuộn trào. Diệp Quân và cô gái giáp trắng cùng chạy, liếc nhìn cô gái giáp trắng, hắn hơi ngạc nhiên bởi vì phát hiện thực lực của cô gái này rất mạnh, cả đoạn đường đều là do cô ấy mở đường. Diệp Quân hỏi, cô nương, vừa rồi là Du tộc giúp chúng ta sao? Cô gái giáp trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân trầm giọng nói, sao bọn họ lại giúp chúng ta? Cô gái giáp trắng nói, bọn họ nợ các chủ ân tình, lần này đến trả ơn. Trả ơn? Diệp Quân định hỏi tiếp thì cô gái giáp trắng chợt dừng lại, tay phải cầm thương mạnh mẽ quay người lại. Bùm! Khoảng thời không phía xa vỡ tan, một đạo tàn ảnh bị cây thương của cô gái giáp trắng đánh lùi. Cô gái giáp trắng xòe bàn tay ra, thu cây thương lại, liếc nhìn xung quanh. Lạnh lùng nói, thiếu chủ, có một đám sát thủ trong bóng tối, phải cẩn thận. Sát thủ. Diệp Quân không hề cảm nhận được luồng khí tức nào xung quanh. Lúc này, tiểu tháp nói, có rất nhiều khí tức mờ mịt,
cẩn thận chút. Nó vừa dứt lời, Ngao Thiên Thiên đã dùng giáp tổ long bảo vệ Diệp Quân. Cô gái giáp trắng dẫn Diệp Quân chạy thật nhanh, nhưng chưa đi được bao lâu, một luồng sáng lạnh lẽo phóng về phía Diệp Quân. Diệp Quân quay lại, chém một nhát kiếm. Bùm! Thời không vỡ nát, một đạo tàn ảnh bị chém bay, nhưng ngay sau đó, ngàn vạn tàn ảnh từ bốn phía lao tới. Những tàn ảnh này xuất hiện trong không khí mỏng nhanh như bóng ma, hơn nữa xuất hiện không hề có điểm báo trước. Diệp Quân vô cùng kinh ngạc. Sát thủ thật đáng sợ. Diệp Quân không dám khinh thường, lập tức trở nên hư ảo, trong chớp mắt, ngàn vạn kiếm quang phóng ra trước mặt hắn. Bùm! Tất cả tàn ảnh bị đẩy lùi, mà Diệp Quân cũng bị chấn động lùi lại, cùng lúc đó, một loạt tia sáng phóng về phía hắn. Đối phương đã đoán được vị trí rút lui của hắn. Không phải một tên sát thủ mà là một đám sát thủ. Trong nháy mắt, Diệp Quân đã bị hàng loạt tia sáng bao phủ. Hắn vừa dừng lại, giáp tổ long trên người hắn đã xuất hiện vô số vết nứt. Thấy vậy, vẻ mặt của Diệp Quân trở nên vô cùng nghiêm trọng. Một đám sát thủ đáng sợ. Nếu không có giáp tổ long của Ngao Thiên Thiên, thì hắn đã chết ngay lập tức rồi. Bọn khốn này ngày càng tàn ác. Lúc này, cô gái giáp trắng vọt lên trước mặt Diệp Quân, cô ấy cũng bị vây sát, thấy Diệp Quân không sao, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân đột nhiên nói, cẩn thận. Nói xong, hắn kéo cô gái giáp trắng ra, sau đó lao về phía trước, giống như vừa rồi, có vô số đạo tàn ảnh phóng tới, trong nháy mắt ngàn vạn tia sáng nhấn chìm hắn và cô gái giáp trắng. Bùm bùm bùm, vô số tia sáng vỡ tan. Diệp Quân và cô gái giáp trắng nhanh chóng lùi lại, lúc này giáp tổ long trên người Diệp Quân đã rách nát, không chỉ vậy, trên người hắn còn có hơn chục vết thương, máu không ngừng tuôn ra. Diệp Quân kéo cô gái giáp trắng lùi lại, nói với vẻ mặt nghiêm trọng, đám sát thủ này là ai? Sắc mặt của cô gái giáp trắng vô cùng khó coi, là sát thủ Tuế Nguyệt do Quá Khứ Tông bồi dưỡng ra, bọn họ từng được tông chủ của Quá Khứ Tông nuôi dạy, không chỉ có thực lực đáng sợ mà còn có thuật ẩn thân. Người bình thường không thể phát hiện ra bọn họ. Diệp Quân định nói tiếp thì cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, hắn kéo cô gái giáp trắng ra phía sau, gầm lớn, chém một kiếm về phía trước. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Ngàn vạn tia kiếm quang tụ hợp lại, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh đáng sợ từ trước mặt Diệp Quân bộc phát, những đạo tàn ảnh bị kiếm của hắn chém thành hư vô, nhưng chỉ trong chốc lát, Diệp Quân đã bị vô số tia sáng áp đảo. Thấy vậy, sắc mặt của cô gái giáp trắng liền thay đổi, nhưng đúng lúc này, một con vật khổng lồ phóng lên. Rồng. Vào thời khắc quan trọng, Ngao Thiên Thiên đã khôi phục bản thể để bảo vệ Diệp Quân. Thấy vậy, cô gái giáp trắng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Ngao Thiên Thiên hóa thành một đạo kim quang trở về trong cơ thể Diệp Quân. Diệp Quân vội vàng nói, không sao chứ. Ngao Thiên Thiên nói, vẫn ổn, huynh cẩn thận chút. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn xung quanh không có gì cả. Đám sát thủ kia đúng là xuất quỷ nhập thần, không thể cảm nhận được khí tức. Cô gái giáp trắng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, thiếu chủ, người của chúng ta tới rồi. Diệp Quân đang nghi hoặc, sau lưng xuất hiện mấy chục cường giả giáp đen, tay trái cầm giáo, tay phải cầm khiên, bọn họ vây quanh Diệp Quân và cô gái giáp trắng, bảo vệ hai người họ. Một vị cường giả đứng đầu nói, ám vệ chi viện muộn. Xin thiếu chủ tha tội. Ám vệ. Diệp Quân nhìn cô gái giáp trắng, cô ấy giải thích, Tuế Nguyệt các ta có 6 bộ 3 vệ, ta là người của Quan Huyên vệ, còn bọn họ là người của ám vệ. Diệp Quân hỏi, còn một vệ nữa đâu? Cô gái giáp trắng lắc đầu, chỉ có các chủ biết. Diệp Quân. Cô gái giáp trắng nhìn về phía xa, thiếu chủ, các chủ đang chờ thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Nói xong, dưới sự hộ tống ám vệ, hai người họ nhanh chóng đi về phía xa. Đám sát thủ đang ra tay đều bị ám vệ chặn lại, nhưng mỗi lần đám sát thủ thần bí kia tiến công, đều sẽ có vài cường giả ám vệ ngã xuống. Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Quân cảm nhận được cái gì đó, hắn dừng lại, nhìn về phía xa chân trời Tuế Nguyệt, với vẻ mặt nghiêm túc. Ở chân trời Tuế Nguyệt có một luồng khí tức mạnh mẽ như ngàn ngọn núi đè xuống. Cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ. Vẻ mặt cô gái giáp trắng cũng trở nên nghiêm trọng, nhưng rất nhanh, cô ấy đã nhận được tin tức, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, thiếu chủ yên tâm, người của chúng ta cũng đến rồi. Diệp Quân trầm mặc,
đúng là ép người quá đáng. Hắn vẫn hơi lo lắng, không biết mẹ có đấu nổi không. Có một người đàn ông trung niên tay cầm thanh thương dài đứng cách phía trước mấy người Diệp Quân mấy ngàn trượng, người đàn ông mặc áo bào trắng đơn giản, tóc dài xõa trên vai, liên tục làm sục sôi thời không tuế nguyệt xung quanh. Từ lúc bắt đầu, ánh mắt của người đàn ông trung niên vẫn lên dừng trên người Diệp Quân. Nhìn thấy người đàn ông trung niên trước mặt, sắc mặt mấy cô gái giáp trắng trở nên nghiêm trọng. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên, không nói gì nhưng kiếm Hiên Viên trên tay trái đã ở tư thế sẵn sàng, có thể rút ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên tiến lên một bước, vừa bước đến trước đám người Diệp Quân bỗng cảm nhận được nguồn sức mạnh kỳ dị ập đến, mọi người đều hít thở không thông. Lúc này mọi người đều có ý nghĩ không thể phản kháng. Diệp Quân bỗng tiến đến trước một bước, rút mạnh kiếm ra. Thế kiếm lao lên trời, bộc phát từ trong vỏ kiếm của Diệp Quân, chặn lại uy lực đáng sợ đó. Vèo! Nhát kiếm này vừa được tung ra, hai người đồng thời lùi về sau, sức mạnh cực lớn lập tức khiến mọi người bị văng ra xa. Diệp Quân vẫn chưa dừng lại, hắn bỗng cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Sát thủ lại xuất hiện. Một tia sáng vàng bỗng lao lên trời từ trong người Diệp Quân. Một con rồng cực lớn bỗng lấy thân bảo vệ Diệp Quân, gần như cùng một lúc có vô số tia sáng lạnh lẽo lao đến. Vèo! Vô số tia sáng đó chém vào trên người Ngao Thiên Thiên, vang lên từng tiếng xé nát dày đặc. Ngay lúc này Ngao Thiên Thiên bỗng vung đuôi rồng lên, sức mạnh đáng sợ quét ngang qua. Vô số tia sáng lạnh lẽo đó vỡ nát, vô số sát thủ bị chấn động văng ra xa. Nhưng lúc này người đàn ông trung niên cầm thanh thương dài đó bỗng xông đến, mục tiêu của ông ta là Ngao Thiên Thiên. Ngay lúc này một cây thương dài xé tan không khí lao thẳng đến chỗ người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên híp mắt, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong cây thương dài này, ông ta không dám xem thường, lập tức xoay thế thương đâm vào bên phải mình. Xoẹt! Người đàn ông trung niên lùi về chỗ cũ. Ông ta quay đầu nhìn sang bên phải. Có một cường giả bí ẩn mặc áo giáp đen đứng đó. Người đàn ông trung niên nheo mắt, ngươi là ai? Cường giả áo giáp đen mặc kệ người đàn ông trung niên, chỉ quay đầu nhìn Diệp Quân, hơi cúi người, thống lĩnh hắc giáp vệ chào thiếu chủ. Thống lĩnh hắc giáp vệ. Diệp Quân nhìn thống lĩnh hắc giáp vệ, cảm thấy hơi tò mò, rốt cuộc mẹ mình tìm ở đâu ra nhiều cường giả đỉnh cấp như thế. Lúc này thống lĩnh hắc giáp vệ bỗng nói, ngôn phụng. Dẫn thiếu chủ đi gặp các chủ. Cô gái giáp trắng bên cạnh Diệp Quân gật đầu, cô ấy quay lại nhìn Diệp Quân, thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Nói rồi cô ấy dẫn Diệp Quân đi về phía đằng xa. Lúc này cường giả cầm thương dài đó bỗng cười mỉa, muốn đi à? Nói rồi ông ta bỗng biến mất chỗ đó chạy thẳng đến phía Diệp Quân. Ông ta vừa ra tay, thống lĩnh hắc giáp vệ cũng biến mất theo. Một cây thương dài bỗng đâm về phía người đàn ông trung niên. Rầm! Sau khi sức mạnh đáng sợ đó bộc phát từ khu vực này, thời không tuế nguyệt xung quanh bắt đầu bị chôn vùi. Người đàn ông trung niên cầm thương dài cũng đột ngột bị đâm, buộc dừng lại. Người đàn ông trung niên nhìn thống lĩnh hắc giáp vệ, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, là ông. Thống lĩnh hắc giáp vệ cười nói, thế mà cũng có thể nhận ra ta à? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm thống lĩnh hắc giáp vệ, ông là Cam Mạc trưởng đoàn của đoàn thánh kỵ sĩ của thần điện Tuế Nguyệt trước kia. Thống lĩnh hắc giáp vệ khẽ cười không nói gì. Người đàn ông trung niên hơi nghi ngờ, ông thế mà lại phản bội thần điện Tuế Nguyệt đi dựa dẫm vào vũ trụ quan huyên. Cam Mạc cười nói, Phù Nhiễm, chẳng phải ông cường giả đỉnh cấp trên bảng Tuế Nguyệt trước kia cũng dựa dẫm vào quá khứ tông đó sao? Phù Nhiễm nhìn Cam Mạc, ông sẽ hối hận vì quyết định này. Cam Mạc khẽ cười, ta và ông đều chiến đấu vì tín ngưỡng của mình, ai cũng sẽ không hối hận. Vu Nhiễm gật đầu, vậy thì đánh đi. Nói rồi ông ta bỗng biến mất khỏi đó. Cam Mạc khẽ cười, cũng biến mất theo. Trận chiến nổ ra. Tận cuối thời không tuế nguyệt ở đằng xa, Diệp Quân được một nhóm ám vệ hộ tống một đường chạy khỏi đó. Ngôn Phụng ở bên cạnh hắn trầm giọng nói, thiếu chủ, đám sát thủ đó vẫn còn ở đây. Diệp Quân gật đầu. Mặc dù hắn không nhìn thấy đám sát thủ bí ẩn đó nhưng khí lạnh thấu xương lại cứ luôn đi theo hắn. Rõ ràng là đám sát thủ đó vẫn chưa đi. Diệp Quân lướt mắt nhìn xung quanh,
vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Phải nói rằng đám sát thủ này quả thật quá đáng sợ, nếu không nhờ Ngao Thiên Thiên luôn lấy thân bảo vệ hắn thì với sức mạnh hiện giờ của hắn, hắn không thể đánh lại đám sát thủ này. Đây là sát thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Vẻ mặt Ngôn Phụng bên cạnh Diệp Quân cũng vô cùng nghiêm trọng. Quá khứ tông. Rốt cuộc thế lực bí ẩn này mạnh đến mức nào, ngay cả Tuế Nguyệt Các cũng không rõ, có thể nói quá khứ tông vô cùng bí ẩn, ngay cả Tuế Nguyệt Các cũng không thể điều tra được thân phận của chúng. Đám sát thủ này vẫn chưa đi, hiển nhiên là đang đợi thời cơ. Diệp Quân cũng hiểu điều này, hắn nhắm mắt lại, Thiên Thiên, vết thương của muội sao rồi? Lúc nãy Ngao Thiên Thiên đỡ đòn tấn công của đám sát thủ này cho hắn, nhưng bản thân cô ấy cũng bị thương. Ngao Thiên Thiên nói, không sao. Có cây thần tự nhiên ở đây, vết thương của cô ấy không nghiêm trọng. Diệp Quân khẽ gật đầu, lúc này như cảm nhận được gì đó, hắn bỗng dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa, tận cuối thời không ở đằng xa đó có một luồng khí tức đáng sợ đang cuồn cuộn lao đến với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Cảm nhận được điều này, sắc mặt Ngôn Phụng lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, lúc này cường giả ám vệ bên cạnh cô ấy cũng cực kỳ nghiêm túc. Đều vào tư thế đề phòng. Rầm. Ngay lúc này, tận cuối thời không bỗng rung chuyển dữ dội như thể có động đất. Một thứ gì đó to lớn đột nhiên lao đến dưới cái nhìn chăm chú của đám người Diệp Quân. Là một con yêu thú. Một con vượn cực lớn. Con vượn khổng lồ này to như một ngọn núi, tay phải cầm một cây rìu khổng lồ, tuy thân hình khá lớn nhưng tốc độ lại không hề chậm, lúc này đang lao về phía mấy người Diệp Quân với tốc độ vô cùng đáng sợ. Nó lao đến thật sự vô cùng hãi hùng, hệt như một ngọn núi nhỏ đổ ập xuống, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Ngao Thiên Thiên trong người Diệp Quân đang định rời đi, Ngôn Phụng ở bên cạnh bỗng nói, Thiên Thiên chủ mẫu, đừng rời khỏi thiếu chủ, mục đích của chúng là muốn cho cô rời khỏi thiếu chủ đấy. Nghe thế, Ngao Thiên Thiên lập tức dừng lại. Đúng như Ngôn Phụng nói, con yêu thú này xuất hiện là để dụ cô ấy rời khỏi Diệp Quân, một khi cô ấy rời khỏi Diệp Quân. Đám sát thủ đó chắc chắn sẽ tấn công hắn ngay. Không có cơ thể cô ấy bảo vệ, Diệp Quân không thể nào đánh lại đám sát thủ đó. Ngay lúc này Ngôn Phụng bỗng nói, thuẫn trận. Cô ấy vừa dứt lời, các ám vệ bỗng hét lên một tiếng, tay giơ tấm khiên đỡ phía trước, thoáng chốc một chiếc khiên cực lớn cả ngàn trượng chắn trước mặt họ. Con vượn khổng lồ đang lao đến giơ chiếc rìu khổng lồ chém vào tấm khiên, chiếc rìu đập vào đó như thể muốn chém đôi cả Tuế Nguyệt Trường Hà. Sức mạnh vô cùng đáng sợ. Rầm. Chiếc rìu vừa chém xuống, tấm khiên ngàn trượng bỗng vỡ nát, sóng xung lực của sức mạnh cực lớn lập tức khiến các ám vệ bị văng ra xa. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng lao đến trước chém một nhát kiếm vào con vượn khổng lồ. Sáu lần thời không chồng chéo. Thấy Diệp Quân chém một nhát kiếm, con vượn khổng lồ lập tức giơ rìu lên đỡ. Kiếm vừa chém xuống. Vèo. Kiếm quang đánh lên trên chiếc rìu lớn đó, con vượn khổng lồ lùi về sau cả ngàn trượng. Khi Diệp Quân dùng kiếm ép con vượn khổng lồ lui về sau, hắn bỗng vung kiếm lên quét ngang, một luồng kiếm quang bộc phát từ trước người hắn, thoáng chốc tia sáng lạnh lẽo bị đẩy lui, nhưng ngay lập tức vô số tia sáng lạnh lẽo nhấn chìm hắn. Diệp Quân cầm kiếm vung xung quanh, từng luồng kiếm quang liên tục bay ra. Ở một bên khác, các cường giả ám vệ vội vàng lao đến chùm sáng đó khi nhìn thấy cảnh tượng này. Không lâu sau lại vang lên từng âm thanh cực lớn. Mười mấy giây sau, Diệp Quân được các cường giả ám vệ bảo vệ phá tan khu vực ánh sáng đó, nhưng lúc này trên người họ cũng đã bị thương khá nghiêm trọng. Trên người Diệp Quân cũng có thêm rất nhiều vết đao, máu đã thấm ướt áo hắn. Lúc này các sát thủ đó đã ẩn nấp hết. Chúng muốn tìm cơ hội tốt nhất để tấn công. Một đòn không giết được thì lập tức rút lui, không dây dưa, dài dòng. Ngay lúc này con vượn khổng lồ đó lại lao về phía đám người Diệp Quân. Thấy thế Diệp Quân nheo mắt lại, hắn biết mục đích của con vượn khổng lồ này là để khống chế hắn, còn đám sát thủ ẩn nấp trong bóng tối đó mới là sát chiêu thực sự. Không còn cách nào khác, Diệp Quân bỗng nói, các ngươi kết trận phòng thủ cho tốt, đừng làm loạn thế trận. Nói rồi hắn bỗng xông về phía trước. Sau đó biến thành kiếm quang lao đến chỗ con vượn khổng lồ. Con vượn khổng lồ thấy Diệp Quân cầm kiếm lao đến, ánh mắt hiện lên vẻ hung tàn, nó nhảy lên giơ chiếc rìu chém vào Diệp Quân. Đối đầu trực diện, vừa rồi bị nhát kiếm của Diệp Quân đánh trúng, nó đã cảm thấy rất không thoải mái rồi.
cứ thế một kiếm một dìu đối đầu với nhau bằng cách hung tàn. Ầm, một tiếng nổ chói tai vang lên, Diệp Quân và con vượn khổng lồ đó đồng thời lùi về sau. Ngay lúc này Ngôn Phụng bỗng nói, bảo vệ thiếu chủ. Cô ấy vừa dứt lời, các ám vệ đó lập tức chạy đến xung quanh Diệp Quân, lại thi triển thuẫn trận bảo vệ Diệp Quân. Khi Diệp Quân dừng lại, các sát thủ xung quanh lại không xuất hiện. Diệp Quân nhíu mày, cảm thấy ngờ vực. Ngay lúc này con vượn khổng lồ bỗng gào lên, trên người nó toàn là vết nứt. Hai nhát kiếm của Diệp Quân đã khiến cơ thể nó nứt toạc. Cùng với tiếng gào thét, đằng sau nó bắt đầu sục sôi, sau đó từng luồng khí tức đáng sợ cuồn cuộn ập đến. Diệp Quân nhìn sang, đồng tử co lại. Đám yêu thú. Có đến cả ngàn yêu thú vượn khổng lồ đang ầm ầm lao đến. Chết tiệt. Mí mắt Diệp Quân khẽ giật, cái thứ chó má này lại chơi đánh hội đồng. Ở một bên khác, một cô bé đang nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Chính là Nhị Nha và Tiểu Bạch. Người của Tần Quan tìm thấy họ nên mới chạy đến đây. Nhị Nha nhìn cả người Diệp Quân đầy thương tích ở đằng xa, thấy tình hình Diệp Quân thảm đến mức nào, cô bé từ tốn lấy một viên hồ lô ra liếm, sau đó nói, có thể chúng ta đã gây họa rồi, phải nghĩ cách diệt trừ hậu họa này mới được. Tiểu Bạch, gây họa, cứ tưởng là cháu trai sống rất tốt nhưng không ngờ hắn lại bị đánh thảm đến thế. Như thế này là tốt thế nào được? Tâm tư Nhị Nha xoay chuyển. Trong đôi mắt to tròn của Tiểu Bạch cũng hiện lên vẻ lo lắng. Hình như lần này gây họa thật rồi. Cũng không biết có bị đánh không. Cô bé vô thức xoa mông mình. Lúc này mắt Nhị Nha bỗng lóe sáng, có rồi. Tiểu Bạch vội nhìn Nhị Nha chớp mắt, ta có cách rồi. Nói rồi cô bé mở lòng bàn tay ra, một dòng máu bay vào tay cô bé. Cô bé lau bên khóe miệng mình, sau đó lại lau khóe miệng Tiểu Bạch, cuối cùng lại vò rối tóc mình, còn làm rách quần áo của mình. Bây giờ cô bé trông có vẻ như vừa trải qua vài trăm trận chiến. Làm xong Nhị Nha cất kẹo hồ lô đen, sau đó nhéo khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Bạch, đừng cười, chịu khổ một chút. Tiểu Bạch. Không lâu sau, Nhị Nha lao về trước, lớn giọng nói, cháu trai, ta đến đây. Diệp Quân đang bị đánh hội đồng ở đằng xa nghe thấy giọng nói này như thể nghe được âm thanh thiên nhiên, cực kỳ vui mừng. Nhị Nha đến rồi. Diệp Quân xoay người lại nhìn, chỉ thấy Nhị Nha dẫn theo Tiểu Bạch chạy đến, lúc nhìn thấy dáng vẻ của Nhị Nha, hắn sửng sốt. Nhị Nha và Tiểu Bạch đã chịu không ít khổ. Sau khi lao đến, Nhị Nha không hề nhiều lời, một quyền đánh vào con vượn khổng lồ đó. Thấy Nhị Nha đánh một quyền đến. Con vượn khổng lồ đó nổi giận, một đứa nhóc mà cũng dám ra tay với mình. Trong lúc tức giận, nó đã đấm một quyền đánh trả lại Nhị Nha. Nhị Nha thật sự quá nhỏ bé như một hạt cát khi đứng trước mặt con vượn khổng lồ này. Thế nhưng khi nắm đấm của Nhị Nha đánh tới. Rầm! Con vượn khổng lồ đó bị nắm đấm của Nhị Nha đánh cho văng ra xa. Là văng ra xa chứ không phải lùi về sau. Thấy thế mọi người đều sửng sốt. Lúc này đám đàn em của con vượn khổng lồ đó cũng ngơ ngác. Mí mắt Diệp Quân khẽ giật, sức mạnh của Nhị Nha quả thật quá khủng khiếp, e là Ngao Thiên Thiên cũng không chịu được một cú đánh này. Khi con vượn khổng lồ đó dừng lại, cơ thể nó đã nứt toạc, máu thịt bắn ra, vô cùng đẫm máu. Con vượn khổng lồ cũng ngơ ngác, trợn tròn mắt. Mình không đỡ được đòn tấn công của cô bé này ư? Sao có thể chứ? Nhị Nha nhìn con vượn khổng lồ. Sau đó mang theo Tiểu Bạch quay lại chỗ Diệp Quân, cô bé đánh giá Diệp Quân, nghiêm túc nói, bọn ta đến vẫn chưa muộn nhỉ. Diệp Quân đang định lên tiếng, Nhị Nha bỗng thấp giọng thở dài, sau khi bọn ta rời khỏi vũ trụ quan huyên, chúng ta cả đường đi phải đã vượt qua 5 cửa ải, giết 6 vị tướng, giết được hàng chục vạn tuế nguyệt nghịch lưu giả, hai, khó khăn quá. Tiểu Bạch chớp mắt, không nói gì. Hàng chục vạn tuế nguyệt nghịch lưu giả. Nghe thế Diệp Quân cảm thấy hơi ngờ vực, có phải quá khoa trương rồi không vậy? Có nhiều tuế nguyệt nghịch lưu giả đến thế sao? Nhị Nha tiếp tục lau vết máu ở khóe miệng, ta bị thương khá nặng, ta, đau quá. Diệp Quân, Tiểu Bạch, lúc này, Nhị Nha nháy mắt với Tiểu Bạch nhanh chóng vung vẫy móng vuốt, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Quân, nó chớp mắt, sau đó thừa cơ lùi lại, cơ thể khẽ giật. Diệp Quân càng thêm nghi ngờ. Nhị Nha vội nói, nó bị thương nặng hơn ta.
Diệp Quân nhìn Tiểu Bạch còn đang co giật, sau đó nhìn Nhị Nha, lặng thinh. Sao nhìn thế nào cũng thấy hai kẻ này đang diễn kịch nhỉ? Thấy Diệp Quân không nói gì, trái tim Nhị Nha nảy lên, cô bé vội chuyển đề tài, cháu trai, đi thôi, ta và Tiểu Bạch bảo vệ ngươi, đi. Diệp Quân khẽ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, việc cấp bách bây giờ là rời khỏi đây. Nhị Nha quay lại nhìn con vượn khổng lồ ở đằng xa, cô bé vung tay, không nhiều lời lao về phía trước, tung một cú đấm về phía con vượn khổng lồ. Thời không xung quanh lập tức rung chuyển, sau đó tan nát. Nhìn thấy sức mạnh đáng sợ đòn tấn công của Nhị Nha, các cường giả đều há hốc miệng. Ánh mắt con vượn khổng lồ đó đầy vẻ nghiêm trọng, nó không còn đường lui, chỉ đành liều mạng chống cự với đòn tấn công này. Con vượn khổng lồ giận dữ gầm lên, hai tay thô bạo đập vào ngực mình nhưng nó không ngờ cơ thể của nó vừa bị Nhị Nha đánh cho tàn phế, nên khi nó đập mạnh vào ngực mình như vậy khiến nó nôn ra một ngụm máu. Mọi người! Con vượn khổng lồ! Thế là xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, khi Nhị Nha lao đến trước mặt con vượn khổng lồ, nó xoay người bỏ chạy. Chạy! Ngay cả người trong tộc nó cũng không quan tâm nữa. Bỏ chạy trước đã! Lúc này các cường giả tộc con vượn khổng lồ đều ngơ ngác. Tộc trưởng cứ thế mà chạy đi rồi à? Một quyền của Nhị Nha đánh chúng không chung, cô bé cũng hơi sửng sốt, không ngờ rằng con vượn khổng lồ lại bỏ chạy. Thật ra chủ yếu là đòn tấn công vừa rồi của Nhị Nha khiến nó bị ám ảnh. Khác với kiếm của Diệp Quân, một quyền của Nhị Nha vừa rồi đã nghiền ép phương vị của nó. Nó không có tự tin để đỡ lấy đòn tấn công nào nữa. Thế nên nó quyết định bỏ chạy. So với thể diện thì chắc chắn tính mạng quan trọng hơn rồi. Chưa từng thất bại. Con vượn khổng lồ vừa bỏ chạy, người trong tộc của nó cũng nhanh chóng phản ứng lại, sau đó đều xoay người bỏ chạy. Cứ thế con vượn khổng lồ và người trong tộc của nó đều biến mất ở tận cuối Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhị Nha bĩu môi, cảm thấy chẳng thú vị gì cả, cô bé còn muốn thể hiện một chút mà. Lúc này Diệp Quân đi đến cạnh Nhị Nha, hắn nhìn xung quanh, sau đó nói, Nhị Nha, chúng ta vẫn còn vài sát thủ đang ẩn nấp, ngươi có thể cảm nhận được chúng không? Nghe thế, Nhị Nha liếc nhìn xung quanh, không lâu sau cô bé nhíu mày, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Nhị Nha, cô bé nói, lấy bảo bối ra đây. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó loay hoay với chiếc nhẫn một lúc, rất nhanh nó tìm thấy một chiếc gương cổ đen tuyền, nó gõ vào chiếc gương cổ đó, sau đó ném nó lên, thoáng chốc một luồng sáng trắng tản ra, không gian cả vạn trượng tràn đều được luồng sáng trắng chiếu sáng. Được những tia sáng trắng này chiếu sáng, xung quanh bỗng xuất hiện hàng trăm bóng đen mờ ảo. Sát thủ! Nhìn thấy thế! Ánh mắt Diệp Quân trở lên lạnh băng, hắn định ra tay thì mấy bóng đen đó bỗng lùi lại như thủy triều, thoáng chốc đã lui ra ngoài phạm vi của luồng sáng. Diệp Quân nhíu mày. Lúc này Ngôn Phụng bỗng nói, thiếu chủ, chúng ta phải đi gặp các chủ. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nói rồi như nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà đằng sau, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Không biết bây giờ cô Thanh Thanh thế nào rồi? Như biết Diệp Quân đang lo lắng điều gì, Ngôn Phụng nói, thiếu chủ đừng lo, chúng ta có cường giả đến giúp đỡ, sẽ không để chúng ỉ đông ăn hiếp ít đâu. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nói xong, mọi người tiếp tục bay về phía xa. Lần này có Nhị Nha và Tiểu Bạch gia nhập, Diệp Quân cũng cảm thấy an toàn hơn, thực lực của Nhị Nha quả thật rất đáng sợ. Hắn đã tự mình cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của con vượn khổng lồ kia. Đó là cực kỳ đáng sợ nhưng lại không đánh lại Nhị Nha. Hơi vô lý. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng hỏi, Nhị Nha, vũ trụ quan huyên thế nào rồi? Nhị Nha lấy một cây kẹo hồ lô ra liếm, sau đó nói, không biết. Diệp Quân nhìn Nhị Nha chớp mắt, chắc là vẫn ổn. Diệp Quân sầm mặt. Nhị Nha nghiêm túc nói, người vẫn nên lo cho mình đi. Diệp Quân ngẫm nghĩ, cảm thấy hình như cũng đúng. Hình như mình là người yếu nhất trong gia tộc. Nghĩ đến đây Diệp Quân thở dài, đây là một câu chuyện đau thương. Không biết qua bao lâu, Ngôn Phụng bỗng phấn khích nói, cùng lắm còn nửa canh giờ nữa là chúng ta đến nơi. Nửa canh giờ. Trong mắt Diệp Quân lại hiện lên vẻ lo lắng, trực giác nói cho hắn biết chắc chắn quá khứ tông sẽ không để hắn đến gặp mẹ ruột dễ dàng như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quân, sắc mặt Ngôn Phụng cũng dần trở nên nghiêm trọng.
Quá khứ tông sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao? Rõ ràng là không. Diệp Quân nhìn nhị nha lại chẳng lo lắng chút nào, liếm kẹo hồ lô rất vui vẻ. Thấy nhị nha như vậy, Diệp Quân cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi người tăng tốc. 15 phút sau, nhị nha bên cạnh Diệp Quân như cảm nhận được gì bèn nhíu mày, cô bé dừng lại. Diệp Quân vội hỏi, sao thế? Nhị nha nhìn tận cuối tuế nguyệt trường hà, ánh mắt lạnh băng, có người. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn tận cuối tuế nguyệt trường hà nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Nhị nha bỗng tiến đến trước, bay ra như một viên đạn pháo. Khu vực thời không cách đó cả ngàn trượng bỗng nổ tung, sau đó một người đàn ông bị chấn động lùi về sau. Cách nhị nha cả ngàn trượng có một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen bó sát người, trên hai cánh tay mang theo một đôi cánh tay bằng sắt màu vàng sậm. Người đàn ông trung niên nhìn nhị nha, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc, sức mạnh đáng sợ quá. Nhị nha liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, người muốn đánh cháu trai ta à? Người đàn ông trung niên nheo mắt, Diệp Quân là cháu trai của ngươi hả? Nhị nha gật đầu. Người đàn ông trung niên nhíu mày, ông ta nhìn Diệp Quân ở đằng xa, sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Cháu trai! Hắn thật sự cạn lời. Phản bác! Nhị nha gọi, hình như cũng không sai, dù sao cô bé cũng gọi ông nội hắn là anh Dương. Anh Dương đấy! Dù có gọi cha mình cũng là gọi tiểu huyên tử. Ngay cả cha cũng không thể nói lại chứ đừng nói là mình. Vai vế này. Cạn lời thật sự. Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt. Ông ta nhìn nhị nha, nghe nói ngươi là tổ tiên ác thú đứng đầu hiện nay. Ta đặc biệt đến đây để xin chỉ bảo. Nhị nha nhìn người đàn ông trung niên, ngươi quá yếu. Người đàn ông trung niên bật cười không chút kiêng dè. Ngay lúc này nhị nha bỗng biến mất. Rầm. Thời không xung quanh nổ tung. Đồng tử người đàn ông trung niên co lại, hai cánh tay giơ lên đỡ lấy. Bụp! Người đàn ông trung niên đó văng ra xa trước ánh mắt của mọi người, ngay khi ông ta văng ra xa, cơ thể nổ tung biến thành máu thịt bắn tung tóe bốn phía, khi linh hồn ông ta dừng lại, linh hồn cũng nổ tung tan thành. Thần hồn bị tiêu diệt. Mọi người! Nhị nha lùi về đến cạnh Diệp Quân, Diệp Quân nói, nhị nha lợi hại. Nhị nha nhìn Diệp Quân. Sau đó nói, đương nhiên, cả đời ta chưa từng thất bại. Tiểu tháp, cả đời chưa thua bao giờ. Diệp Quân trố mắt ra trước những lời này rồi đưa ngón cái lên khen ngợi nhị nha, vô địch. Tiểu bạch cũng giơ vuốt bắt trước. Nhị nha khiêm tốn đáp, chuyện bình thường, không có gì đáng khoe cả. Diệp Quân, nhị nha, đi thôi. Mọi người tiếp tục lên đường. Phải công nhận là sự gia nhập của nhị nha mang lại cảm giác an toàn hơn hẳn trước đó. Diệp Quân kéo Tiểu Bạch sang bên, hỏi nhỏ, ngươi có thần khí hay đan dược trị thương nào không? Trước đó khi cùng Diệp Thanh Thanh hợp tác chống lại kẻ địch, hắn nhận ra tác dụng của cây thần tự nhiên không còn đủ nữa, vậy nên mới quay sang Tiểu Bạch hỏi xin ít đồ. Càng nhiều càng tốt mà. Hắn phải biến bản thân thành động cơ vĩnh viễn. Thành bất tử bất diệt về mặt vật lý mới được. Tiểu Bạch nghe xong thì chớp chớp mắt như đang tự ngẫm lại. Nhiều bảo bối quá, phải nghĩ chứ. Diệp Quân lộ rõ vẻ chờ mong. Sau một hồi suy tư, Tiểu Bạch vươn tay gọi một hạt châu màu xanh lá, lớn bằng quả đấm xuất hiện. Nó gần như trong suốt, tỏa ra màu xanh nhạt, nhìn là biết không phải vật phàm. Sự xuất hiện của nó khiến không gian xung quanh ngập trong mùi hương nhẹ nhẹ sảng khoái tận tâm can. Diệp Quân tò mò, đây là gì? Nhị nha đáp từ một bên, sinh mệnh thần châu. Thấy hắn nhìn sang, nàng giải thích, đến từ một thế giới đặc biệt tên sinh mệnh thần giới, nơi nơi đều là sức mạnh sinh mệnh. Trải qua 10 tỷ năm, chúng ngưng tụ thành hạt châu này, tự có linh trí của riêng mình. Có lần bọn ta đi ngang nơi ấy nên tiện tay mang nó đi. Sinh mệnh thần châu. Diệp Quân hỏi tiếp, nó có công dụng gì? Nhị nha liếm kẹo hồ lô. Đáp cung cấp sức mạnh sinh mệnh không ngừng cho người sử dụng. Chỉ cần ngươi không bị giết chết ngay lập tức, nó có thể luôn luôn chữa trị cho ngươi, lợi hại hơn cái cây kia nhiều. Diệp Quân nghe vậy thì phấn chấn hẳn lên, nhưng lúc hắn vươn tay định lấy hạt châu thì Tiểu Bạch lại giật nó về. Hắn nghịch mặt không hiểu. Nhị nha, chỉ cho ngươi mượn tạm thôi, dùng xong phải trả nghe chưa? Phải trả á? Diệp Quân tròn mắt, người nhà mà cũng phải trả hả?
Nhị Nha thản nhiên liếc xéo, ruột thịt cũng phải tính cho rõ. Tiểu Bạch gật đầu liên tục, ý bảo đương nhiên là phải trả. Diệp Quân nghĩ một hồi, được rồi, đến lúc đó ta sẽ trả lại. Tiểu Bạch nghe vậy mới chịu đưa sinh mệnh thần châu cho hắn. Diệp Quân vội nhận lấy rồi chích một giọt máu nhỏ lên, nhưng lại không có gì xảy ra. Hắn bèn nhìn Nhị Nha đầy thắc mắc. Nhị Nha quăng một ánh mắt sang cho Tiểu Bạch. Nó thò vuốt ra gõ nhẹ vào sinh mệnh thần châu như gợi ý gì, hạt châu mới hóa thành một tia sáng xanh lá chui vào giữa trán Diệp Quân. Một quầng sáng xanh lục bùng nổ từ người hắn. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận trong đầu mình có thêm một hạt châu và sức mạnh sinh mệnh cuồn cuộn vô tận. Một là sinh mệnh thần châu, một là cây thần tự nhiên. Có hai món thần vật chữa thương này, hắn và Ngao Thiên Thiên không khác gì bất tử. Rồi hắn lại sực nhớ ra, quay sang hỏi Tiểu Bạch, có thần vật kiểu áo giáp không? Hắn muốn vũ trang đến tận răng. Mẹ chúng bây, này thì muốn hội đồng bố à? Tiểu Bạch nghe vậy thì cười nhăn nhở rồi lật móng vuốt, gọi một bộ ám giáp xuất hiện. Nó có màu đen thẫm, được chế thành từ một loại vảy không rõ tên, tản mát ánh đen sáng loáng. Diệp Quân còn cảm nhận được khí tức quen thuộc từ nó. Vô cùng quen thuộc. Thấy hắn nhìn sang, Nhị Nha liếm kẹo rồi nói, đây là giáp rồng tổ. Rồng tổ. Diệp Quân cả kinh, cái này được chế thành từ vảy rồng tổ á. Nhị Nha gật đầu, chính xác. Diệp Quân hoài nghi, các ngươi năm xưa quen rồng tổ à? Nhị Nha, chả quen. Diệp Quân lại càng hoài nghi. Nhị Nha, nhưng Dương ca quen. Ông nội á. Diệp Quân thoáng ngẩn ra rồi lắc đầu cười. Nhị Nha. Rồng tổ đưa nó cho huynh ấy, mà của huynh ấy là của chúng ta nên ngươi cứ cầm đi mà dùng. Cái này ta cho, không cần trả. Diệp Quân, cảm ơn. Tiểu Bạch hỗ trợ Diệp Quân mặc giáp rồng tổ lên, nó lập tức hòa vào làm một với thân thể hắn, trông thì nặng nhưng thật ra rất nhẹ, đến nỗi gần như không cảm nhận được, kỳ diệu vô cùng. Nhị Nha lại nói, cho hắn cái khiên đi. Tiểu Bạch vội lấy ra một tấm khiên hình tròn màu đen. Được khắc vô số phù văn kỳ lạ trên bề mặt. Thấy hắn nhìn sang, Nhị Nha giải thích, không biết tên, vô tình nhặt được. Vô tình nhặt được. Diệp Quân đơ ra. Cái năng lực tìm bảo vật này thật là nghịch thiên quá đỗi. Hắn quyết định đợi xong xuôi rồi thì sẽ đi theo Tiểu Bạch và Nhị Nha một khoảng thời gian. Vậy là đủ phát tài rồi. Rồi hắn sực nhớ đến Ngao Thiên Thiên, bèn kéo cô ấy ra ngoài. Rồi nói với hai người kia, đây là cháu dâu của hai người đó. Cháu dâu. Ngao Thiên Thiên cười chúm chím với cả hai. Động tác liếm kẹo của Nhị Nha khựng lại, hết nhìn Ngao Thiên Thiên rồi nhìn sang Diệp Quân, cuối cùng lại nhìn Tiểu Bạch. Cả hai rơi vào im lặng. Thằng cháu này ghê thật. Diệp Quân cũng im lặng nhìn cả hai. Ai cũng hiểu mà ha. Sau một hồi trầm mặc, Nhị Nha mới hỏi, là rồng à? Diệp Quân vội gật đầu, chính xác. Nhị Nha nhìn Ngao Thiên Thiên, vậy thì cho chút máu của ta. Cô bé vươn tay, để 5 giọt máu tươi bay ra từ cổ tay, biến mất trên trán Ngao Thiên Thiên. Quỳnh! Khí tức huyết mạch đáng sợ lập tức tuôn ra từ người cô ấy. Diệp Quân nhìn sang, thấy sắc mặt cô đỏ lựng với luồng sức mạnh khổng lồ sôi trào trong cơ thể. Trước đó Ngao Thiên Thiên từng hấp thu máu tươi của Nhị Nha. Bằng không đã không thể tiến bộ thần tốc, đến nỗi vượt xa các tổ tiên Thiên Long tộc. Nhưng lần đó chỉ được có một giọt, lần này là 5 giọt máu tươi thuần khiết nhất, chứa đựng năng lượng dồi dào gấp nhiều lần. Ngao Thiên Thiên đang muốn vào trong tháp tu luyện thì bị Diệp Quân giữ lại. Tiểu Bạch thấy Diệp Quân nhìn mình thì chớp mắt không hiểu. Diệp Quân nghiêm mặt, Nhị Nha cho máu rồi, còn ngươi thì sao? Không cho gì luôn hả? Tiểu Bạch. Nhị Nha liếc Diệp Quân một cái rồi gật đầu với Tiểu Bạch. Nó quan sát Ngao Thiên Thiên một hồi rồi bắt đầu suy tư nên cho gì mới được. Một lát sau, nó gọi một tấm bia đá lớn bằng bàn tay xuất hiện, đưa sang cho Ngao Thiên Thiên. Cô ấy tò mò, đây là gì? Tiểu Bạch vung vẩy móng vuốt. Ngao Thiên Thiên nhìn sang, nghe Nhị Nha giải thích là giới bia mà Dương Ca từng dùng trước kia. Nó có thể nâng cao sức mạnh và khả năng phòng ngự của thân xác. Rất có ích với ngươi. Ngao Thiên Thiên vội vàng đáp, cảm ơn ạ. Tiểu Bạch vẫy vẫy móng, tâu tuét cười như đang nói không cần.
Ngao Thiên Thiên không nhịn được mà vươn tay xoa đầu sinh vật đáng yêu này. Đến Diệp Quân cũng phải công nhận nó đáng yêu, bèn nở nụ cười. Ngao Thiên Thiên thu bảo vật rồi trở lại tiểu tháp tu luyện, hấp thu máu của nhị nha. Những người còn lại tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ ngày càng đến gần thế giới nơi Tần Quan đang trú ngụ. Nhưng khi họ sắp đến đích, thời không bốn phía bỗng vỡ ra, để vô số tia sáng lạnh lẽo ập tới. Bọn sát thủ kia lại ra tay. Thần vật của Tiểu Bạch soi sáng, mọi người dễ dàng thấy được quỹ đạo di chuyển của đối thủ. Phòng thủ. Bạch Phượng la lên. Các cường giả ám vệ đồng thời giơ khiên. Ầm ầm. Ánh sáng nhấn chìm bọn họ trong nháy mắt. Chợt nhị nha bước tới, tung ra cú đấm. Ầm. Mười mấy tên sát thủ ngay trước mặt bị đánh bay đi nghìn trượng. Đúng lúc cô bé chuẩn bị ra tay lần hai, một thanh trường mâu từ nơi xa bay tới. Nhị nha nheo mắt, lại đấm ra. Đùng. Thanh mâu bị đánh bay. Cách đó nghìn trượng, một lão già trong bộ áo bào đen rộng thùng thình đứng đó. Tay lão cầm mâu, mắt lạnh lùng nhìn nhị nha. Nhị nha liếc lại, không hề nhiều lời mà bước tới đấm ra. Lão già không chút biến sắc. Khi cú đấm của nhị nha bay tới, lão xoay cổ tay, vung thương ra. Đánh trực diện. Ầm. Tiếng nổ đinh tai vang lên. Lão già kia bị đánh bay ra ngoài. Nhị nha giẫm mạnh chân phải, lao tới khi đạn đại bác. Ánh mắt lão già lóe lên chút nặng nề khi thân xác đã nứt vỡ, máu không ngừng tràn ra. Chỉ một cú đấm mà khiến lão bị thương nặng thế này. Sức mạnh có phần đáng sợ. Đúng lúc này, nhị nha đã vọt tới. Thân hình lão già nhòe đi. Hàng loạt thanh trường mâu hư ảo đâm tới nhấm chìm nhị nha, nhưng sau đó quyền mang bùng nổ, đấm vỡ hết trường mâu lẫn đấm bay lão già. Thân xác lão vỡ đi trên đường bay. Nhị nha đang muốn ra tay tiếp thì quay phắt lại, chỉ thấy một lão già mặc áo đỏ đang xông về phía Tiểu Bạch. Nó mới là mục tiêu chính. Sắc mặt nhị nha vặn đi đầy dữ tợn, xoay người vọt về. Lập tức có mười mấy cái bóng xuất hiện chắn đường. Tiểu Bạch thấy lão già áo đỏ vọt tới thì thoáng ngây người rồi đưa tay lên quơ quơ, tự nhẩm trong lòng kiếm tới đây. U. Thời không phía trên nó nứt ra khi một thanh kiếm bay tới rơi vào tay nó. Nhưng nó không vung kiếm mà lại đưa cho Diệp Quân, sau đó quơ móng. Thanh kiếm chính là Thanh Huyên. Ý nó là, ta đưa trang bị, người đi đánh. Diệp Quân. Diệp Quân nhìn thanh kiếm trong tay mà hưng phấn không thôi. Bởi vì nó là kiếm Thanh Huyên. Kiếm của cha. Không ngờ Tiểu Bạch lại triệu hồi được nó đến đây. Có kiếm của cha trong tay, hắn lại không đại sát tứ phương thì là gì? Cả người mặc đầy trang bị cấp thần thì còn sợ ai nữa? Thấy lão già áo đỏ kia vào tới, Diệp Quân chỉ nhếch mép xem thường rồi vung kiếm lên. Ầm. Lão ta bị thổi bay đi trong nháy mắt. Thân xác vỡ đôi khi dừng lại, linh hồn cũng bị kiếm Thanh Huyên hấp thu. Xiết trong chớp mắt, tim Diệp Quân đánh cái thịch. Cảm giác vô địch lại về rồi. Hắn luôn có cảm giác không thực khi cầm kiếm Thanh Huyên và hành đạo. Đó là vô địch. Cảm nhận được mình là vô địch. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay, nghĩ tới chuyện trăm năm sau, nó sẽ từ của cha thành của mình, bèn không nhịn được mà. Không đúng. Không thể nghĩ thế được. Diệp Quân sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Sao mình lại có suy nghĩ này? Chắc chắn là do huyết mạch phong ma phá. Chứ đứa con hiếu thảo như hắn sao lại bất kính như thế được? Huyết mạch phong ma. Diệp Quân không suy nghĩ nữa mà lạnh lùng nhìn những sát thủ đồ đen bốn phía rồi biến mất tại chỗ. Kiếm quang lóe lên. Xoẹt. Hàng loạt thi thể bị chém bay. Giết trong chớp mắt. Có kiếm Thanh Huyên trong tay. Sức chiến đấu của hắn tăng vọt như gắn hỏa tiễn. Lũ sát thủ khó xơi trước kia bây giờ chỉ như lũ kiến cỏ, một kiếm giết một tên. Thế như trẻ tre, lũ sát thủ còn lại thấy vậy thì không dám tiến lên nữa mà đồng thời lùi lại. Diệp Quân không đuổi theo, ngẩng đầu nhìn về phía nhị nha, thấy cô bé đã đẩy lùi những cường giả bí ẩn kia. Thấy Tiểu Bạch thoát khỏi nguy hiểm. Nhị nha cũng không nương tay nữa mà tung ra hàng loạt cú đấm mạnh mẽ làm đối thủ không đỡ được. Mấu chốt nhất là thân xác siêu hạng của cô bé. Từ lúc bắt đầu đánh đến giờ, nhị nha hoàn toàn không thèm phòng thủ. Bởi không ai phá được thân xác này.
Các cường giả kia như nhận ra điều gì mà đồng thời thối lui. Diệp Quân nhíu mày. Nhị Nha muốn đuổi theo nhưng bị hắn ngăn cản. Hắn đưa theo Tiểu Bạch đi đến bên cô bé, nhìn về phía cuối thời không tuế nguyệt, nói, đi gặp mẹ của ta trước đã. Phải ưu tiên đi gặp Tần Quan trước. Bởi vì chỉ có bà mới biết lai lịch thật sự của quá khứ tông. Nhị Nha nghe vậy thì gật đầu, được. Mọi người tiếp tục tiến lên. Lần này không còn ai ngăn cản họ. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Phượng, họ rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, xuất hiện tại một vùng tinh không không rõ tên. Diệp Quân vừa bước ra đã cảm nhận được vô số khí tức mạnh mẽ bí ẩn. Làm sắc mặt hắn đanh lại. Nhị Nha thì tỏ vẻ tò mò. Họ đi xuyên qua tinh hà, dừng lại trước một bức tường thành vĩ đại chạy dài đến vô tận, vắt ngang tinh không, trông nguy nga hùng vĩ vô cùng. Bỗng có mười mấy thần thức mạnh mẽ quét tới, nhưng khi vừa tiếp xúc đến Diệp Quân thì thu về. Đồng thời, cánh cửa trên tường thành mở ra. Bạch Phượng nói với Diệp Quân, mời thiếu chủ. Diệp Quân gật đầu rồi cùng những người khác đi vào, lập tức gặp được một người phụ nữ. Mặc áo ngắn tay và quần vải. Chính là Tần Quan. Diệp Quân vừa thấy bà thì nhoẻn cười. Bà ấy cũng đáp lại, vừa đi tới vừa nói, hình như gầy đi rồi. Diệp Quân tí tởn, con thưa mẹ. Tần Quan cười, nắm lấy tay hắn, theo mẹ. Bà ấy dẫn hắn, Tiểu Bạch và Nhị Nha đi vào tòa thành cổ. Bạch Phượng và những người khác lặng lẽ thối lui. Bước vào thành, Diệp Quân thấy nó có rất nhiều kiến trúc kỳ lạ và vô số cường giả bí ẩn bay tới bay lui, trông náo nhiệt vô cùng. Hắn bèn sinh lòng hoài nghi. Tần Quan thấy vậy thì cười giải thích, nơi này là huyền hoàng giới, bọn họ là nhân viên nghiên cứu của mẹ. Nhân viên nghiên cứu. Diệp Quân tò mò, mẹ lại nghiên cứu vũ khí mới à? Tần Quan gật đầu, phải. Diệp Quân, nhớ cho con xem đấy nhé. Tần Quan, của con hết. Diệp Quân vui như mở cờ trong bụng. Một hồi sau, bọn họ đi vào một gian đại điện trống rỗng không một bóng người. Tần Quan nói với Nhị Nha và Tiểu Bạch, chốc nữa còn phải nhờ Nhị Nha cô nương giúp ta một vài chuyện. Cô bé gật đầu, được thôi. Tần Quan lại nói với Tiểu Bạch, còn ngươi nữa đấy. Nó cười hì hì, múa may vung vuốt. Tần Quan cười cười rồi ngồi xuống một bên, nói với Diệp Quân, gọi cô nương kia ra đây mẹ gặp. Cô nương kia. Diệp Quân thoáng ngẩn ra rồi lập tức hiểu được. Mẹ đang nói đến Ngao Thiên Thiên. Hắn vội gọi cô gái ra. Ngao Thiên Thiên thấy Tần Quan thì tỏ ra dè dặt vô cùng. Đây là các chủ tiên bảo các, thần tượng của cô từ ngày ra đời. Nhưng thoát cái lại biến thành mẹ chồng của mình làm cô không khỏi hồi hộp. Tần Quan chỉ nắm lấy tay cô gái, đặt một chiếc nhẫn không gian vào, ta nghe nói các con đã thành hôn ở hệ Ngân Hà. Ngao Thiên Thiên gật đầu với gương mặt đỏ lựng. Tần Quan, lựa hôm nào khác, lại tổ chức thêm một lần. Ngao Thiên Thiên ngạc nhiên. Tần Quan lại nói, phải làm cho thật linh đình. Bà ấy vừa yêu thích lại vừa cảm động trước những gì Ngao Thiên Thiên đã bỏ ra vì Diệp Quân. Đến nỗi nhiều lần suýt mất cả thần hồn. Ngao Thiên Thiên nghe vậy thì xúc động không thôi, nhưng chưa kịp nói thì Tần Quan đã giành trước, cứ quyết định thế đi. Rồi bà ấy nhìn sang Diệp Quân, con sang đây. Khi hắn đi đến, Tần Quan thấp giọng thở dài, thằng bé này. Về sau đừng đi trêu chọc con gái nhà người khác nữa, nghe chưa? Diệp Quân cứng ngắc. Tần Quan, con ghẹo nhiều cô như vậy nhưng có yêu thật lòng không? Diệp Quân không dám nói một lời. Bỗng Tiểu Tháp lên tiếng, chủ mẫu đừng trách tiểu tiểu chủ, tất cả là do huyết mạch phong ma làm hại. Huyết mạch phong ma. Tần Quan vươn tay gọi Tiểu Tháp xuất hiện, nghe nó nói tiếp, cái huyết mạch ấy nó lạ lắm, nên tiểu tiểu chủ cũng bất đắc dĩ. Diệp Quân nghe mà cảm động vô cùng. Đúng là chỉ có Tháp gia tốt với hắn. Tần Quan cười nhẹ, vậy ra đều là do huyết mạch phong ma. Tiểu Tháp, ít nhất 8 phần đều tại nó. Huyết mạch phong ma. Tần Quan, đây là lời của ngươi sao Tiểu Tháp? Tiểu Tháp, tiểu tiểu chủ dạy ta nói. Hả? Diệp Quân ngu người. Đù má. Tháp gia, ngươi chơi ta. Thấy mẹ nhìn sang, hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, không ngờ lại bị Tháp gia chơi một vố như vậy. Nhị Nha đang đứng một bên bỗng chêm vào, nó còn dẫn về mấy cô nữa, tự gọi là vợ. Lần nào cũng đòi bọn ta tặng quà. Diệp Quân hóa thành tượng đá. Thôi xong.
Tần Quan im lặng nhìn hắn. Ngao Thiên Thiên cũng liếc sang. Bỗng dưng muốn đứng cùng chiến tuyến với mẹ chồng. Nhị Nha liếc nhìn hắn, tự nghĩ phải mượn cơ hội dạy dỗ thằng cháu này một phen, bằng không chắc nó sẽ dắt cả trăm cô vợ đến gặp cô bé và Tiểu Bạch mất. Diệp Quân cười gượng, mẹ nói gì đi ạ, con nghe mẹ hết. Hắn không dám chơi chiêu trước mặt Tần Quan để rồi tự chuốc lấy nhục. Chỉ còn cách xuống nước mà thôi. Tần Quan nghe vậy thì lắc đầu cười, đoạn nghiêm giọng nói, đây là chuyện của riêng con, mẹ vốn không nên quản, nhưng không thể không quản. Diệp Quân gật đầu như dã tỏi, đúng vậy, cha mẹ không ở bên con từ bé, không ai quản nên có rất nhiều đạo lý con không biết. Đương nhiên phải quản rồi ạ. Tần Quan nghe vậy thì cảm thấy chua xót trong lòng, bao lời trách cứ ở bên miệng bèn không nói ra được. Diệp Quân rõ ràng đang dùng lời nói để gây khó dễ. Tiểu Tháp thở dài, cái thằng này, ta chịu phục. Nhị Nha lại nghĩ, thằng cháu này ghê phết, sau này phải cẩn thận đề phòng mới được. Tâm Cơ hơi bị kinh. Ngao Thiên Thiên thì lắc đầu bật cười. Tần Quan nhẹ giọng nói, dù sao thì không được phụ lòng Thiên Thiên. Tình nghĩa con bé dành cho con thế nào, con là người rõ nhất. Diệp Quân nắm tay cô gái kế bên, cười nói, mẹ yên tâm, con có phụ ai cũng không phụ Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nghe vậy thì lòng vui như nở hoa, cười lên thật tươi. Tần Quan lắc đầu cười. Diệp Quân vội lái đề tài đi, mẹ kể con nghe về quá khứ tông đi. Phải nhanh chóng đổi chủ đề, bằng không khéo sẽ có chuyện thật. Nụ cười biến mất khỏi mặt Tần Quan, mẹ đã âm thầm cho người điều tra. Họ bí ẩn đến nỗi người của mẹ cũng không thể tra rõ. Diệp Quân nhíu mày, đến thế cơ à? Tần Quan gật đầu, phải, bí ẩn và mạnh hơn mẹ nghĩ nhiều. Diệp Quân, quan trọng là tông chủ của họ. Hắn vẫn rất kiêng kỵ người phụ nữ áo bào trắng kia. Tần Quan cười, người đó sẽ không ra tay với con, bằng không thì chính là phá vỡ luật lệ. Diệp Quân tò mò, khi đó thì sẽ thế nào ạ? Tần Quan không đáp mà chỉ cười nói, để mẹ dẫn con đi nơi này. Diệp Quân, nơi nào? Tần Quan, Giang Sơn mẹ giành lấy cho con. Diệp Quân, cô váy trắng. Dưới sự hướng dẫn của Tần Quan, mọi người rời khỏi đại điện. Khoảng nửa canh giờ sau, mọi người ngồi truyền tống trận đi tới một thế giới tinh vực không rõ. Vừa mới đến thế giới không rõ này, Diệp Quân đã phát hiện thế giới này khá đặc biệt, chẳng mấy chốc, sắc mặt hắn thay đổi. Vì hắn phát hiện, tốc độ thời gian trôi qua của nơi này khác với thế giới bên ngoài. Tần Quan cười nói, phát hiện rồi à? Nét mặt Diệp Quân nặng nề, thời gian của nơi này. Tần Quan nói, nơi này được mẹ chế tạo mô phỏng theo Tiểu Tháp, 3 năm ở đây tương đương với một ngày ở thế giới bên ngoài, dù còn thua Tiểu Tháp của con rất nhiều, nhưng vẫn miễn cưỡng đủ dùng. Mô phỏng Tiểu Tháp. Diệp Quân nhìn về phía Tần Quan, do mẹ làm ra à? Tần Quan gật đầu. Diệp Quân thầm thấy rung động. Phải biết rằng chức năng của Tiểu Tháp là cô váy trắng ban cho. Chức năng này nghịch thiên đến mức nào? Mà hắn không ngờ mẹ lại có thể mô phỏng, chuyện này đúng là hơi khó tin. Tần Quan nói tiếp, chúng ta vẫn đang nghiên cứu, dù ngày càng khó, nhưng vẫn luôn có tiến bộ. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn xung quanh, không thể không nói chuyện này thật sự hơi kinh khủng. Lúc này, Tần Quan đột nhiên cất lời, người đâu? Oanh! Thời không trước mặt Tần Quan đột nhiên nứt ra. Sau đó một người đàn ông trung niên chậm rãi xuất hiện. Người đàn ông trung niên mặc chiến giáp hỏa diễm, chiến giáp này đang bốc cháy, không ngừng tản ra những sức mạnh nóng bỏng, sức mạnh này rất kinh khủng, thời không xung quanh người đàn ông trung niên hoàn toàn không chịu được, bắt đầu hòa tan. Lúc này, phía sau người đàn ông trung niên chợt xuất hiện 200 người, 200 người này cũng đều mặc chiến giáp hỏa diễm. Lần này, toàn bộ đất trời bắt đầu trở nên hư ảo. Diệp Quân thấy thế thì tỏ vẻ khiếp sợ. Tần Quan cười nói, Viêm Hoàng vệ. Dứt lời, bà ấy nhìn về phía Diệp Quân, đặc biệt đào tạo cho con đấy. Diệp Quân nhìn về phía Tần Quan, Viêm Hoàng vệ. Tần Quan gật đầu, trước đây bọn họ đều là tuế nguyệt nghịch lưu giả, có vài tuế nguyệt nghịch lưu giả tuổi thọ còn ít, mẹ giúp bọn họ tăng tuổi thọ, vì thế bọn họ làm việc cho mẹ, sau đó mẹ chế tạo trang bị cho bọn họ, giúp bọn họ tu luyện. Diệp Quân hơi tò mò, mẹ có thể giúp bọn họ tăng tuổi thọ ư?
Tần Quan gật đầu, đúng thế. Diệp Quân vội vàng hỏi, bằng cách nào vậy? Tần Quan cười khẽ, sau đó bà ấy mở lòng bàn tay, một viên đan dược lớn chừng ngón cái xuất hiện. Diệp Quân thắc mắc, đan dược à? Tần Quan gật đầu, đây là tổ nguyên đan, được luyện chế bằng tổ nguyên, một tổ nguyên có thể luyện chế khoảng 100 tổ nguyên đan, mà một tổ nguyên đan có thể gia tăng mười mấy năm tuổi thọ. Mười mấy năm tuổi thọ không có tác dụng gì với người bình thường, nhưng lại vô cùng quý giá với tuế nguyệt nghịch lưu giả. Diệp Quân kinh ngạc, mẹ có tổ nguyên ư? Tần Quan cười nói, phải. Diệp Quân thắc mắc, mẹ lấy từ đâu thế? Tần Quan lắc đầu, không phải mẹ lấy được, mà là cha con lấy được, mẹ bảo ông ấy lấy giúp mẹ một ít, nhưng bây giờ thứ này rất hiếm có, gần như không tồn tại trong tuế nguyệt trường hà. Cũng chỉ có tuế nguyệt trường hà từ trăm tỷ năm trước mới có thôi. Diệp Quân nhíu mày, trăm tỷ năm trước. Tần Quan gật đầu, giải thích tuế nguyệt trường hà bây giờ chỉ có lịch sử ghi chép 100 tỷ năm, còn 100 tỷ năm trước thì không có ghi chép gì cả, đó là lịch sử trống rỗng, dù là người của chúng ta cũng không thể thăm dò được bất cứ một tin tức nào. Dứt lời, bà ấy thoáng dừng lại, sau đó nói tiếp, có lẽ chỉ mỗi người kia của quá khứ tông là biết được gì đó. 100 tỷ năm trước. Diệp Quân hỏi, cha từng đi rồi sao? Tần Quan gật đầu, từng đi, nhưng vì một vài lý do đặc biệt nên ông ấy cũng không tiếp tục đi sâu vào. Diệp Quân hơi tò mò, lý do gì cơ? Tần Quan đáp, cô váy trắng của con. Diệp Quân nhìn Tần Quan, không nói gì. Hắn biết cha và cô váy trắng đã đi sống lại kiếp khác rồi. Tần Quan nhẹ giọng nói, có lẽ cô váy trắng của con sắp làm chuyện lớn đấy. Diệp Quân nghi ngờ, chuyện lớn gì? Tần Quan lắc đầu, không biết, mẹ chỉ biết thứ duy nhất khiến bà ấy lưu luyến bây giờ chính là cha của con, cha con cũng mong bà ấy không đi theo hướng cực đoan. Diệp Quân híp mắt, đừng nói là cô váy trắng muốn. Nói đến đây, hắn không tiếp tục nói hết nữa. Tần Quan gật đầu, có lẽ là vậy, cha con vì không muốn bà ấy làm thế nên chỉ có thể nghĩ cách giữ chân bà ấy. Nếu không một khi bà ấy làm bậy thì thật sự quá đáng sợ. Làm bậy? Diệp Quân im lặng. Đúng thế, nếu cô váy trắng làm bậy thì có lẽ mọi người đều phải chết. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân lại nói, một tổ nguyên có thể luyện chế ra 100 tổ nguyên đan. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tần Quan, mẹ có bao nhiêu tổ nguyên? Tần Quan biết hắn có ý gì, lập tức cười nói, không nhiều. Dứt lời. Bà ấy lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Diệp Quân, trong nhẫn chứa đồ có 5 tổ nguyên, là mẹ cố ý giữ lại cho con, những tổ nguyên còn lại đều đưa cho Tiểu Linh Nhi luyện chế đan dược rồi. Nếu chỉ tăng tuổi thọ, sử dụng tổ nguyên bình thường sẽ hơi lãng phí, còn khi luyện chế thành đan dược thì có thể tăng nhiều tuổi thọ hơn. Tăng tuổi thọ. Diệp Quân gật đầu, tổ nguyên luyện chế thành đan dược rõ ràng là có tác dụng lớn hơn, vì có thể kêu gọi nhiều cao thủ hơn. Mà lúc này hắn mới thật sự hiểu vì sao lại có nhiều cao thủ tuế nguyệt nghịch lưu giả cống hiến cho mẹ như thế. Là vì lợi ích, nhưng cũng bình thường thôi, vào thời đại này, không có lợi ích thì ai sẽ cống hiến cho ngươi. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nhìn về phía những viêm hoàng vệ trước mặt, mọi người lui xuống đi. Cả đám cao thủ nghe thấy thế thì lập tức cúi người, sau đó lùi về phía sau. Tần Quan quay đầu nhìn Diệp Quân, đi thôi. Diệp Quân gật đầu. Sau đó dẫn Nhị Nha và Tiểu Bạch đi theo Tần Quan tiếp tục tiến về phía trước. Ngao Thiên Thiên thì tiếp tục ở lại tiểu tháp hấp thu máu của Nhị Nha. Không thể không nói, thật ra người tiến bộ nhanh nhất vẫn là Ngao Thiên Thiên, từ lúc đầu đến giờ, cô ấy luôn có đủ các thần vật và truyền thừa, tốc độ tiến bộ cũng như ngồi tên lửa vậy. Đương nhiên Ngao Thiên Thiên tiến bộ cũng tương đương với việc hắn tiến bộ. Chẳng mấy chốc. Tần Quan dẫn Diệp Quân và Nhị Nha đi tới một vùng biển, Diệp Quân nhìn về phía xa, vùng biển này vô biên vô tận, nhìn bằng mắt thường của hắn cũng không thể thấy được điểm cuối. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tần Quan khẽ mỉm cười búng tay một cái. Tách! Sau tiếng búng tay, toàn bộ mặt biển đột nhiên chậm rãi tách ra hai bên, sau đó, một cung điện dưới đáy biển xuất hiện trước mặt mọi người. Tần Quan cười nói, đi thôi. Dứt lời. Bà ấy dẫn Diệp Quân đi về phía đáy biển. Sau khi tiến vào đáy biển, Diệp Quân phát hiện đáy biển này không chỉ có một cung điện, còn có mấy nghìn kiến trúc hình dáng kỳ lạ, diện tích còn vô cùng lớn,
chẳng những thế mà còn rất đông người đang bận rộn. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy hàng trăm cái cột kỳ lạ cao đến mấy nghìn trượng. Diệp Quân hơi tò mò. Nhị Nha và Tiểu Bạch cũng rất tò mò, đặc biệt là Tiểu Bạch, nó thích những thứ kỳ lạ thế này nhất. Mấy quả bom mà Tần Quan cho nó trước đây cũng chơi vui lắm. Mà khi nãy, Tần Quan lại cho nó thêm một chút nữa, khiến Diệp Quân cảm thấy rợn tóc gáy. Tiểu Bạch sử dụng mấy quả bom kia chẳng phân biệt địch ta chút nào. Cũng có thể nói, trong thế giới của nó, đồng đội đều có thể chịu đựng được. Đương nhiên là ngoài Diệp Quân. Tần Quan chỉ về phía một khu vực, sau đó nói, những thứ đó có thể chạy bất cứ lúc nào. Trước khi con đến đây có một nhóm cao thủ muốn tấn công nơi này, sau đó bị đánh lùi. Nét mặt Diệp Quân khá nặng nề, bọn họ còn muốn tấn công nơi này ư? Tần Quan cười nói, đúng thế, hơn nữa không chỉ là một lần, nhưng bọn họ đánh giá thấp mẹ rồi, nếu mẹ đoán không lầm thì bọn họ sắp tấn công lần nữa đấy. Diệp Quân im lặng. Lúc này, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Quan, ông ta cúi người, sau đó trầm giọng nói, các chủ, người của chúng ta thua rồi, bây giờ đang nhanh chóng rút lui. Diệp Quân nhìn về phía ông lão, tỏ vẻ nghi ngờ. Tần Quan nói, là nhóm quan huyên vệ giao thủ với quỷ tộc. Diệp Quân xa sầm mặt. Ông lão áo đen nói, cao thủ của quỷ tộc ngày càng đông hơn, người của chúng ta không thể chống lại được. Diệp Quân hỏi, cô của ta. Ông lão nói, Diệp cô nương kia cũng đã rút lui, bà ấy muốn đi, tộc trưởng quỷ tộc cũng không giữ bà ấy lại được, hơn nữa mục tiêu của bọn họ cũng không phải là bà ấy. Nghe thấy thế, Diệp Quân nhất thời thả lỏng. Tần Quan nói, cho người của chúng ta đi tiếp ứng quan huyên vệ đi. Ông lão cúi người, tuân lệnh. Dứt lời, ông ta lui xuống. Tần Quan tiếp tục đi về phía xa cùng Diệp Quân, đi không bao lâu, bọn họ đã vào trong một cung điện to lớn, trong cung điện có hàng trăm người đang bận rộn. Nhưng khi nhìn thấy Tần Quan, tất cả mọi người đều vội vàng đứng lên cung kính hành lễ, bái kiến các chủ. Tần Quan gật đầu, sau đó nói, làm quen đi, đây là con trai ta, sau này lời của thằng bé cũng chính là lời của ta. Nghe thấy thế, mọi người trong điện đều nhìn về phía Diệp Quân, sau đó vội cung kính hành lễ, bái kiến thiếu các chủ. Tần Quan nói, mọi người tiếp tục làm việc đi. Nghe thấy thế, mọi người mới tiếp tục công việc. Tần Quan nhìn mọi người xung quanh, sau đó nói, bọn họ là người của Quan Huyên Các. Quan Huyên Các này là một bộ phận nòng cốt của chúng ta, điều khiển 6 bộ ba vệ, còn có rất nhiều hệ thống tình báo, tóm lại nơi này là cơ quan đầu não của Tuế Nguyệt Các chúng ta. Diệp Quân nhìn mọi người xung quanh, thực lực của những người này trông có vẻ không phải rất mạnh, rõ ràng bộ phận nòng cốt cần trí thông minh. Diệp Quân đột nhiên nói, lúc trước con từng đến hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà. Tần Quan ngây người, sau đó nói, đã đến nhà họ Tần chưa? Diệp Quân gật đầu, có đi cúng ông ngoại. Tần Quan gật đầu, ừ. Nhưng cũng không nói gì nữa. Diệp Quân hỏi, mẹ còn quay lại hệ Ngân Hà không? Tần Quan cười nói, người thân năm đó cũng đều không còn nữa. Bây giờ đối với mẹ, nơi nào có con, nơi đó chính là nhà. Diệp Quân khẽ mỉm cười, thầm thấy ấm áp. Tần Quan lại nói, nhưng sau này nếu con muốn đến đó, mẹ có thể đi cùng con. Diệp Quân gật đầu, được. Tần Quan đang định nói tiếp thì có một hư ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh bà ấy, hư ảnh nhỏ giọng nói mấy câu. Tần Quan híp mắt, tông chủ Quá Khứ Tông này đúng là có thủ đoạn. Nghe thấy lời của Tần Quan, Diệp Quân nhất thời hơi tò mò, vội hỏi, sao thế ạ? Tần Quan cười nói, tông chủ Quá Khứ Tông vừa mời trận tông đến, bây giờ Viêm Hoàng giới đã bị trận pháp phong tỏa, có thể đi vào không thể đi ra. Diệp Quân trầm giọng nói, trận tông này lợi hại lắm ạ. Tần Quan gật đầu, nội các chúng ta cũng có cao thủ trận tông, thực lực cá nhân của trận tông này không tốt lắm, nhưng trình độ trận pháp của bọn họ lại rất đỉnh. Lúc trước mẹ cũng từng đi mới bọn họ, nhưng tiếc là tông chủ của bọn họ không đồng ý, không ngờ tông chủ của Quá Khứ Tông lại có thể mời được bọn họ, khiến mẹ hơi bất ngờ. Nghe thấy thế, Diệp Quân nhất thời xa sầm mặt, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả giúp sức cho cô ta thế. Tần Quan cười nói, không biết, nhưng có thể chắc chắn là rất nhiều, đi, mẹ dẫn con đến một nơi. Diệp Quân hơi tò mò, nơi nào? Tần Quan khẽ mỉm cười, con sẽ biết ngay thôi.
Dứt lời, bà ấy dẫn Diệp Quân và Nhị Nha đi tới trước một truyền tống trận. Sau khi tiến vào truyền tống trận, không lâu sau đó, họ xuất hiện trên một ngọn núi cao vạn trượng, sâu trong ngọn núi mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều lâu đài cung điện. Diệp Quân hơi nghi ngờ, nơi này là... Tần Quan đang định đáp lời thì một người đàn ông trung niên chợt xuất hiện trước mặt họ. Người đàn ông nhìn Tần Quan, sau đó nói, Tần các chủ, bà lại đến à? Tần Quan cười nói, Thiên gia chủ, lần này đến đây không phải để tìm ông. Người đàn ông nhíu mày, Tần các chủ có ý gì? Tần Quan cười im lặng. Lúc này, thời không phía sau người đàn ông đột nhiên nứt ra, sau đó một cô gái chậm rãi bước tới. Thấy cô gái này, Diệp Quân nhất thời sửng sốt. Hắn biết cô ta. Dạ Nam Tình. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân vội đi tới trước mặt cô ta, cười nói, Nam Tình cô nương, kiếp trước cô là người của nhà họ Thiên sao? Dạ Nam Tình gật đầu. Thấy thế, Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, không ngờ cô lại là người của nhà họ Thiên một trong bốn cổ tộc Tuế Nguyệt. Dứt lời, hắn như nghĩ đến điều gì, vội mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện, sau đó, hắn đưa nó cho Dạ Nam Tình, Nam Tình, cái này cho cô. Trong mắt Dạ Nam Tình thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, đây là... Diệp Quân cười nói, cô xem thử đi. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó mở nhẫn chứa đồ ra, một dòng khí màu đỏ thấm chậm rãi bay ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Dạ Nam Tình và người đàn ông trung niên nhất thời thay đổi. Tổ Nguyên, người đàn ông trung niên thay đổi sắc mặt, trong lòng hơi khiếp sợ, mẹ kiếp, tên này vừa gặp mặt đã tặng Tổ Nguyên rồi. Thấy cảnh này, Nhị Nha bĩu môi, ông cháu này đang tán gái. Tần Quan nhìn Diệp Quân, bà ấy cười khẽ, trong nụ cười còn chứa đựng sự bất đắc dĩ. Bà ấy có thể cảm nhận được thật ra Diệp Quân không có ý đồ gì cả, hắn chỉ muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cô gái trước mắt mà thôi. Nhưng hắn không biết rằng hành động thế này rất dễ lấy được thiện cảm của phụ nữ. Cũng giống như ở thế giới bình thường, nếu một người đàn ông hào phóng khác thường thì chắc chắn cũng sẽ được phụ nữ thích. Mà bây giờ linh khí quý giá nhất trong thiên địa, thằng nhóc này cũng nói tặng là tặng. Điều này đã không đơn giản là hào phóng nữa rồi, mà là vô cùng hào phóng. Lúc này, Dạ Nam Tình cũng thấy rất ngạc nhiên, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, cho ta ư. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Dạ Nam Tình nhìn hắn, tại sao? Diệp Quân cười nói, lúc trước nếu không nhờ Nam Tình cô nương ra tay giúp đỡ, e rằng ta đã chết từ lâu rồi, so với ơn cứu mạng, Tổ Nguyên này có là gì đâu. Nhưng Dạ Nam Tình lại lắc đầu, không có ta, người vẫn có thể rời đi, ta không thể lấy Tổ Nguyên này được. Người đàn ông trung niên bên cạnh muốn nói lại thôi. Ông ta rất muốn nói là, nhận lấy đi. Đây là tổ nguyên đó. Một tổ nguyên không chỉ có thể giúp tăng rất nhiều tuổi thọ, mà còn có thể tăng cao thực lực, đặc biệt là có tác dụng rất lớn với Dạ Nam Tình hiện tại, vì cô ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Nghe thấy lời của Dạ Nam Tình, Diệp Quân cười khổ, bây giờ chúng ta trở nên xa lạ như thế rồi sao? Dạ Nam Tình nhìn về phía Diệp Quân nghiêm túc nói, ngày đó ở đế quốc Vĩnh Dạ, ta bị Tuế Nguyệt nghịch lưu giả bao vây tấn công. Ta nhờ cô giúp đỡ, mà cô cũng không từ chối, thẳng thừng giúp ta ngăn cản cao thủ của gia tộc đệ nhất, ơn tình này ta vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Trong lòng ta, so sánh với tình nghĩa lúc trước, một tổ nguyên hoàn toàn chẳng là gì cả. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quân trước mặt, nội tâm bình tĩnh chợt như có một tảng đá rơi xuống, dâng lên từng trận rung động, nhưng cô ta vẫn lắc đầu từ chối, quá quý giá. Trước đây cô ta giúp đỡ cũng chỉ là tiện tay. Chỉ tiện tay mà đổi lấy một tổ nguyên, cô ta cảm thấy không có đạo đức cho lắm. Thấy Dạ Nam Tình lại từ chối một lần nữa, trong mắt Tần Quan lộ vẻ ngạc nhiên, hơi bất ngờ, như nghĩ đến điều gì, nét mặt bà ấy trở nên hơi kỳ lạ. Bà ấy có suy nghĩ sâu xa hơn. Cô nương này không nhận tổ nguyên, e rằng không phải vì nó quá quý giá, có lẽ cô ta đang nói với Diệp Quân, lúc trước cô ta giúp đỡ chỉ là vì muốn giúp đỡ, cũng không cần phải báo đáp. Nghĩ đến đây, Tần Quan lắc đầu cười khẽ, thằng nhóc chết tiệt này. Diệp Quân đứng trước mặt Dạ Nam Tình còn định nói gì đó, nhưng Dạ Nam Tình lại lắc đầu, đừng nói gì nữa, nếu còn nói thì ta sẽ giận đấy. Giận.
Tiểu Bạch ở bên cạnh nghe thấy lời của Dạ Nam Tình thì chớp mắt, sau đó nhìn về phía Nhị Nha, trên mặt tràn đầy sự tò mò và nghi ngờ. Như đang muốn nói, tặng đồ quý cho cô ta, sao cô ta còn muốn tức giận? Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, sau đó lặng lẽ nói, bọn họ đang thả thính. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.